Giờ còn giờ không? Mong nói hết. Con có bà chị không thích niệm Phật mà chỉ thích nói phone. Giống mi á. Ngày nào bà ấy cũng gọi phone cho hết người này đến người kia để tám. Con khuyên chị ấy để thời gian niệm Phật tốt hơn thì chị ấy nói là tao chưa tu được. Mong thầy cho lời khuyên trong trường hợp này. Thôi bây giờ Pháp Hòa cũng nói với cô hỏi này nè, tao chưa làm được. Tao còn nói phone dữ lắm. Tại sao người Việt mình kêu tám? Tại vì mình bắt chước người Tàu. Người Quảng á, người nào mà nói nhiều là kêu bạc phò. Bạc là tám á, bạc phò đó. Rồi mình mới dịch lại chữ bạc phò là bà tám. Chứ tiếng Việt là chữ bà tám nó không có nghĩa gì hết á. Nói vậy bà ai thứ tám người ta buồn. Thưa đại chúng vậy nè, mỗi người mỗi nghiệp. Bây giờ á, nếu như mình khuyên chị niệm Phật không được á, mình vẫn nương cái chuyện nói phone của chị mà mình nói cách khác. Chị ơi, bây giờ á, em thấy chị nói phone với bạn. Thôi thì chị nói sao mà chị nhắc nhở mọi người, người ta hướng tâm thiện được, cũng là cách nói phone. Thà nếu nói phone cũng chưa chắc là không tốt, nhưng mà quan trọng là biết cách nói phone. Trước khi chị bắt phone, chị đọc kinh nha. Kinh nói phone. Quý vị biết kinh nói phone không? Tiếng đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Nếu mình từ bi nữa đó, viết cái bài kệ đó ra, dán ngay cái phone. Và tất cả chúng ta cũng có thể làm điều đó. Ghi cái bài kệ nói phone đó, tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Thậm chí mình sang một băng giảng cho người ta, mình cũng để ngay cái chỗ mình thâu băng giảng hai câu. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Tại vì người ta thích nói phone, mà mình biểu người ta nói pháp khác ta đâu có chịu. Bây giờ mình vận dụng cái pháp nói phone của người ta. Cái này gọi là gì? Nhân sự tùng sự. Nhân việc đó, tôi tùy theo cái đó tôi nói. Hồi nãy có một Phật tử quy y có pháp danh là Thuận Từ. Thuận Từ là gì? Là mình có lòng từ bi thì tùy thuận chúng sanh mà độ họ. Mình tùy thuận họ. Có cái câu chuyện này có thiệt à. Có hai ông bà đó đến thăm một vị hòa thượng ở ngoài Huế. Mình nói bạch hòa thượng, hai vợ chồng con bây giờ ăn chay rồi. Rồi sắm sửa chúng con làm cái thất nhỏ nhỏ, hai ông bà tịnh tu. Xin hòa thượng cho con cái tên để con đặt cho cái thất nhà con. Cái hòa thượng đặt là thất học trai. Học trai nghĩa là mình học trai giới. Cái bữa đó thỉnh hòa thượng tới để làm cái lễ an vị Phật, sái tịnh cái thất vậy đó. Cái quý thầy mới bạch ôn, sao mà ôn đặt cho cái thất này tên là thất học trai? Ôn cười, ông nói ta biệt chi mô, bữa nợ hạng tội. Thằng xin cái tên, ta thầy hai tên đi, còn tộc ta đặt học trai là hai trọc. Hai trọc á, hai cái đầu trọc là học trai. Hai trọc là học trai. Giống như ngày hôm qua mà cái ông đó ông tụng vậy đó, đông bô ngàn trên trôi, đôi ba ông ngồi trên tre. Cũng giống như là cái ông đó, ông đi tụng kinh mà đệ tử sách lộn quyển lịch vậy đó. Giờ vô đó rồi ông biết gì đâu ông tụng. Thì ông cứ tụng đại thôi, Nam Mô Tháng Giêng Phật, Nam Mô Tháng Hai Phật,
Nam mô tháng ba Phật. Mà ông tụng xong cái ông thấy trên cái bàn có mấy cái bánh ít á, cái ông đưa cho cái đứa đệ tử nó cầm. Cái nó cầm xong cái nó đi rồi. Nó đi cái ông lá ông tụng xong tới tháng 12 rồi, tới tháng chạp Phật rồi. Ông xe qua ông gặp bà thí chủ, ông hỏi, ủa đệ tử tôi đi đâu rồi? Ông nói dạ bạch hòa thượng nó đi hồi tháng 8. Ông thầy cũng tùy thuận. Thì hồi đó mình tụng kinh á, mỗi là mình tụng kinh cúng linh á, mình hay tụng chữ Hán, ta đâu có hiểu đâu. Trái chủ tụ vì bình thân giai quy. Nó cứ ngồi chờ ra. Rồi bây giờ ông thầy tức quá. Trái chủ tới đây. Chắp tay lại. Rồi cho chắp tay. Lại xong rồi đứng yên một chỗ. Con bữa nọ cái ổng tụng bằng tiếng Hán không? Tới gấp cơm á mà. Trai chủ thành tâm khải phạn hiến cung. Nó nằm yên nó đâu có biết khải phạn là gì. Con bà kia bữa nay lấy cơm gấp cho má con. Nó đứng dậy nó bưng nguyên tàu hủ đút vô cái xác chết. Tại vì bà không có nói rõ. Cái xới cơm cúng nó tưởng đâu cầm miếng thức ăn lỡ đút ngay quan tài. Cái bữa đó cái cô đó cổ làm đồ cúng, cổ mới quấn mấy cái con tôm á, cổ quấn xong cái cổ cắt nhỏ nhỏ kêu nó gấp, cho nó gấp cái đuôi con tôm để lên cái chén, mà cái chén đôn côn nó đầy quá thì để lên cái lay lay cái nó rớt. Cái bà Phật tử, cái thằng bất hiếu nó gấp cho má nó cái đuôi tôm. Má nó ăn bị sạc. Nhân sự tùng sự nha. Ông thầy ông đang cúng sao, đọc tên cúng sao, rồi ông làm rớt cái gì, ông cầm cái bào với Phật tử. Thầy ơi có sao? Không có sao, thầy đang cúng sao. Nhân sự tùng sự. Con có cha mẹ mất lâu năm và hài cốt hiện đang ở chùa bên Việt Nam. Bây giờ cô muốn về bên đó nhờ thầy làm lễ trong chùa, xong rồi tự con đem tro cốt ra biển rải có được không? Dạ được. Nhưng mà quan trọng là hỏi hai ông bà có chịu không? Hỏi em nói được rồi, rủi hai ông bà kiếm em không chịu à. Thật ra đó quý vị biết không, rải biển cũng là một cách. Cái đó gọi là thủy táng. Khi mình chết á, cái xác thân của mình nó thành tro bụi rồi thì có mấy cách để mình giải quyết. Thật sự nói cho cùng là cái thân này nè, khi mình chết rồi là kêu là cái xác hôi. Bây giờ làm sao để như vậy được, nó hôi lắm. Phải giải quyết. Thì bây giờ người xưa giải quyết bằng cách nào? Một là chôn là thổ táng. Hai là thiêu gọi là hỏa táng, bỏ xuống sông gọi là thủy táng. Ở Tây Tạng không có đất chôn, chặt từng khúc cho chim ăn gọi là điểu táng. Rồi có những nơi người ta quấn giải, ta dục đại trong rừng gọi là thi lâm táng. Thi lâm táng nghĩa là để trong rừng, quấn giải để trong rừng. Thì hồi xưa các thầy mà tu khổ hạnh á, các vị tu khổ hạnh kêu là A Lan Nhã đó, thì người nào mà tu khổ hạnh là có 13 cái cách để mà tu khổ hạnh. Thì trong đó có một cái khổ hạnh gọi là mặc y áo quấn xác chết đó. Tức là vô trong rừng á, thấy mấy cái xác chết mà người ta quấn vải lâu ngày nó mục á, vải nó còn đó, lượm tấm vải đó lên. Rồi cái căng tấm vải đó ra mà thấy tấm vải đó còn lành lặn khúc nào thì về cắt gọt lại cái chỗ đó, giặt sạch rồi mai thành cái y đó. Và cái y đó gọi là y bá nạp. Bá là 100, nạp là kết nạp lại.
Có cái cô đó cũng nói bữa nay con đi chùa con gặp toàn là hòa thượng lớn không à. Hỏi tại sao cô biết hòa thượng nó lớn? Tại hòa thượng nào cũng mặc y bá láp hết. Cổ muốn sổ tiếng Hán y bá nạp đó, mà cổ quên cũng nói y bá láp. Cho con xin hỏi về đồ ăn sau khi cúng cô hồn. Một, quý ni sư có ăn đồ ăn này không? Cái đó phải hỏi quý ni sư. Người có mang nên ăn đồ ăn này không? Có mang là gì? Và Phật tử ăn đồ ăn này có lợi hại gì? Dạ, lợi nhiều hơn hại. Tất cả đồ cúng, không luận là cúng linh, cúng cô hồn, mình ăn được hết, không có cử gì hết. Đừng có nghe người ta nói thọ giới này không được ăn, thọ giới kia không được ăn. Rồi bây giờ ta cúng mà không tâm nói gì hết, mình ăn nữa cũng khen ngon như thường vậy. Tự nhiên ta nói đồ cúng khen không ăn. Hỏi tại sao không ăn? Nó ăn sợ hết thông minh. Bình thường không ăn, thấy có nhớ câu nào đâu. Soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc, thôi nín đi mà học. Di Đà kinh một quyển, mới học được có mấy trang, biển Phật rộng mênh mang, cố công thì cũng tới. Cái quan trọng là mình cố gắng mình học, chứ không phải ăn cái đó rồi không nhớ. Hồi nhỏ mình đi học, mình làm biến học, lấy lá thuộc bài ép đầy tập đó, cũng có thuộc khỉ gì đâu. Những cái đó đó là tà kiến, đừng có nghe mấy cái đó. Phật tử là không có được nói mấy cái đó. Có ăn là mừng rồi, ở đó đồ cúng chứ không cúng. Vậy mà mỗi lần đem đồ ăn lên, dạ con xin cúng thầy. Có cái cô kia cũng nói, dạ con xin cúng giường thầy. Tôi nói, dạ thôi thầy có giường rồi. Có một Phật tử đứng lên nói, dạ bạch hòa thượng, hôm nay con xin hát một bài cúng giường cho hòa thượng. Hòa thượng, ui, hát nghe chơi chứ ăn được gì đâu cúng. Bây giờ đại chúng nhớ là mình không có cái quan niệm đó. Cái gì mình cúng mình có được quyền dùng. Ví dụ như giờ mình kính quý hòa thượng thì thường mình nấu xong thì mình hay múc lại một phần để cúng dường các bậc tôn đức. Còn mình là tất cả chúng trong chùa cứ dùng. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, mỗi một lần trong chùa mà nấu ra là múc quá trời mâm cúng. Rồi bây giờ cứ nói mâm đó không ăn rồi bây giờ ai ăn? Tỳ kheo ni không ăn, sa di sa di ni thức so không ăn, năm chúng đó không ăn, cư sĩ nam cư sĩ nữ, tôi bồ tát giới không ăn. Thôi tôi sợ khùng điên ngu gì không ăn. Rốt cuộc rồi á thì đem cái đó đem đổ thùng rác. Vậy thì mình đúng hay mình sai? Đừng có quan niệm cái đó, đó là một tà kiến không nên có. Có ăn là mừng rồi. Có nhiều người nói ăn cái đó rồi gì si khờ. Pháp Hòa ăn từ nhỏ tới lớn nè, muốn khờ cỡ Pháp Hòa không? Sau khi nhận 10 điều thập thiện, con có được pháp tự, cho con hỏi ý nghĩa pháp tự là gì? Thưa đại chúng, thật sự ra mỗi người chúng ta có một cái pháp danh là chính. Và nói pháp danh là gì? Pháp danh nghĩa là cái tên trong đạo,
Mà thường á, là các vị thường cho cái pháp danh theo cái dòng kệ của mỗi cái dòng thiền. Nhưng mà mình cho các vị cư sĩ theo đó một lát rồi thì hết chữ để cho. Cho nên sau này á, các thầy hay thường cho mình một cái pháp danh là mình có thể chọn một chữ nào cũng được để đặt pháp danh cho Phật tử. Và cái pháp danh đó là mình nương theo đó mình tu. Ví dụ như á, cái dòng kệ là thiệt tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng nhuận, đức phổ từ phong. Ví dụ vậy đi. Thì bây giờ cái vị nào pháp danh là chữ tâm thì khi mình có đệ tử đó thì mình cho đệ tử xuống một chữ sau chữ tâm là tâm nguyên. Cho nên những đệ tử của vị chữ tâm là có chữ nguyên. Rồi nguyên này có đệ tử cho xuống chữ gì? Quảng, tâm nguyên quảng. Rồi vị mà chữ quảng đó cho xuống đệ tử là chữ nhuận. Nhuận cho xuống nữa là chữ gì? Chữ đức. Tâm nguyên quảng nhuận đức. Rồi chữ đức đó cho có đệ tử cho chữ phổ. Cứ một thế hệ đệ tử là một chữ trong bài kệ đó. Thì khi mình nghe cái tên pháp danh đó, đó là mình biết. Ví dụ như ở đây có vị nào pháp danh là chữ thánh thì thánh thần, thánh A-la, thánh gì đó ha. Ủa sao tên thánh? Tại vì dòng kệ, bài kệ đó là thiệt minh thiệt pháp toàn chương, ấn chơn như thị đồng. Thì thầy của chữ thánh đó là chữ đồng. Cho nên cái là chúc thánh thọ thiên cửu. Vị thầy có pháp danh là chúc gì đó mới cho đệ tử xuống chữ thánh. Chúc thánh. Rồi chữ thánh có đệ tử mới cho xuống chữ thọ. Đó, pháp danh là theo dòng kệ vậy đó. Bây giờ người ta cũng còn một ít, nhưng mà bây giờ người ta ít có cho gì nữa, ta kiếm chữ ta cho. Ví dụ hồi năm 2010 tới 2000 tới 2010 Pháp Hòa quy y cho Phật tử và chọn hai chữ thanh tịnh. Thanh tịnh là cái điều mà tất cả mình mong muốn. Cho nên Pháp Hòa xuống nam Phật tử chữ thanh, nữ Phật tử chữ tịnh. Sau 10 năm hết chữ đặt. Bây giờ nam là chữ tuệ, nữ là chữ từ. Nhưng mà Pháp Hòa đi đến chùa nào thì Pháp Hòa lấy tên của chùa đó đặt pháp danh cho đệ tử. Ví dụ Phật tử ở nguyên cái vùng Texas này là nam Quang nữ Huyền. Phật tử ở bên mé Michigan á là nam Thanh, nữ Thanh nam Đức. Phật tử ở vùng Regina là chữ Hải. Phật tử vùng Saskatoon là nữ nam Chánh nữ Tâm, chùa Chánh Tâm, ví dụ vậy đó. Thì ở đây pháp danh là một cái tên để cho chúng ta có, để chúng ta nhắc nhở mình. Ví dụ như Phật tử nào pháp danh là thí dụ như là quan thông, ý muốn nói là trí tuệ sáng suốt thông minh vậy đó. Đó là pháp danh nha. Rồi pháp tự là cái tên thêm để mà nhắc nhở, để mà kỷ niệm, không quan trọng, có cũng được, có cũng sao. Rồi đôi khi còn có thêm cái pháp hiệu nữa, giống như các thầy mỗi vị cũng ba tên vậy. Như chữ Pháp Hòa nè, Pháp Hòa là pháp tự, không phải pháp danh. Pháp danh của Pháp Hòa là Lệ Đá. Tại vì theo cái bài kệ nha, đạo bổ nguyên thành Phật tổ tiên, minh như hồng nhật lệ trung thiên. Thì sư ông Pháp Hòa là chữ những chữ hồng, thầy viện chủ là chữ nhật, rồi xuống Pháp Hòa là chữ lệ. Cho nên các chú đệ tử Pháp Hòa là chữ trung. Rồi nếu mà mai mốt các chú đó có đệ tử đặt chữ thiên. Đó là theo cái bài kệ. Mình đọc cái, mình nghe cái tên người đó, mình có thể biết đoán được người đó thuộc bài kệ nào, dòng thiền nào. Dạ. Thôi một câu hỏi nữa là mình nghỉ ha. Để chiều mình nói tiếp.
Đưa câu nào ngắn ngắn đi. Con xin hỏi Nam Tông có cúng thí thực không? Câu hỏi này Phật tử nào phải biết Phật Pháp thì mới hiểu hỏi gì. Thưa đại chúng, trong Phật giáo hiện nay đó có hai cái tông phái chính, đó là Nam Tông và Bắc Tông. Đơn giản là Nam Tông á, là đạo Phật được truyền về phía Nam. Bắc Tông là đạo Phật truyền về phía Bắc, của Ấn Độ. Các nước Nam Tông như là Thái Lan, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tích Lan, vân vân. Các nước Bắc Tông là Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản. Thì ở trong các cái chùa Bắc Tông á, thì mỗi buổi chiều có một cái nghi thức cúng thí thực cô hồn. Bởi vì quan niệm của Phật giáo Bắc Tông á, là mình phải rải lòng từ bi của mình đến những loài gọi là trong cõi âm. Hiện tại mình đang thuyết pháp giảng kinh cho người sống nghe, đó là độ người dương. Nhưng mình cũng phải nghĩ tới họ, họ cũng đói khổ, cần sự khai thị của mình để cho họ siêu thoát, đừng có làm cái kiếp cô hồn nữa. Cô hồn là những hồn, những cái âm hồn mà vất vưởng. Vậy thì bên Nam Tông có cúng thí thực không? Nam Tông không có bày cái lễ cúng mỗi chiều như Bắc Tông. Nhưng mà hàng ngày chư tăng Nam Tông tụng kinh á, vẫn cầu nguyện cho âm dương. Vậy thì có cúng, nhưng mà cúng bằng cách là hồi hướng công đức tu tập trì kinh cho các loài được hưởng. Còn Bắc Tông á, thì thể hiện rõ hơn bằng cách là thể hiện bằng một miếng cơm, miếng cháo để cúng cho các loài đó. Chứ còn nếu nói cho cùng là tâm từ bi bình đẳng hết, nhưng mà hai cách. Thưa đại chúng, cúng nó cũng có nhiều cách lắm. Cúng bằng cái vật chất, nhưng mà cũng cúng bằng cái tâm. Thí dụ thôi, con vào thấy với quý vị tới nói, dạ con xin chúc quý thầy được nhiều sức khỏe. Đó là mình cúng gì? Cúng cái tâm nguyện của mình cho thầy được khỏe. Còn ví dụ như mình nói, dạ con xin cúng bao gạo, bao đường gì đó, thì cho quý thầy hàng ngày quý thầy dùng cho khỏe. Đó cũng là cúng đó, nhưng mà thể hiện bằng vật chất cho quý thầy nuôi cái thân. Còn có nhiều Phật tử nói, con thấy thầy sống thầy làm lợi lạc nhiều người quá, thôi con xin cúng thầy 10 tuổi thọ. Thí dụ vậy, có nhiều Phật tử tới nói qua vậy đó. Nói con thấy con sống con làm được gì mà thầy sống thầy làm được nhiều điều, thôi con xin cúng thầy 10 tuổi. Em chưa lấy, em để đó. Thì thôi bây giờ nói tóm lại á, hằng ngày quý vị ở nhà không có cúng cô hồn đúng không? Nhưng mà quý vị có cúng không? Có, bằng cách nè, câu cuối cùng mỗi ngày mình tụng kinh đó, phổ nguyện âm siêu dương thế. Chẳng những vậy mà quý vị đọc một lô các người mất xong, quý vị kết bằng câu cùng tất cả chư hương linh hữu danh vô vị, tức là có danh mà không có tướng, hữu vị vô danh, có những người có tướng mà không có tên. Thưa đại chúng, khi mà mình sống ở đời sống hàng ngày á, thì chúng ta có hai phần. Một á, là chúng ta sống cuộc sống hàng ngày là thuộc về cuộc sống vật chất. Nhưng bên cạnh đó chúng ta không thể thiếu đời sống tinh thần. Bởi vì chúng ta có tinh thần nghĩa là chúng ta có trao dồi trí tuệ, hiểu biết, thì làm cho cuộc sống vật chất của chúng ta được trọn và có an lạc hơn. Thí dụ mình có tiền là có phước, nói theo bình thường là có phước. Nhưng mình không hiểu biết cách xài tiền, không có trí tuệ, không có hiểu, không có chánh niệm để xài tiền, thì chúng ta sẽ dễ mất tiền, hao tiền, tốn tiền, phí tiền, và chúng ta có thể đến cái cơ hội là mất tiền, nghèo khổ. Vì vậy cho nên người có chánh niệm học Phật, nghĩa là mình trao dồi cái tuệ giác, cái chánh niệm, cái trí tuệ để mình biết ứng xử mọi việc. Thí dụ mình pha trà mình uống, mà nếu người mà không biết pha trà thì sao? Phí trà, pha
pha nhiều quá, một cái bình nhỏ múc quá nhiều trà, rồi thậm chí không biết pha thì nước chưa sôi đã pha thì trà không ra, cho nên uống trà không ngon, bị hao trà và không ra nước trà, trà không ngon. Thậm chí nhiều khi nếu mình biết cách pha trà thì tự nhiên cũng một cái ly trà mà trà rất là ngon. Phong và ví dụ, trước khi mình pha, mình lấy nước sôi mình tráng cái bình, rồi mình múc trà mình để vô xong, vừa cái bình đó rồi thì mình cho nước vào, nước sôi vào rồi thì mình đậy nắp lại, mình để đó khoảng một phút, mình lắc lắc về cái mình tráng cái trà, đổ bỏ cái nước đầu đó, cho nên cái nước đầu không có đổ quá đầy, đổ vừa ngập trà thôi, để chút, để chi rửa trà. Nhưng mà khi mình rửa trà rồi, khi mình chắc ra đó thì không có chắc ra không, mà mình rót vô cái ly mình định uống đó, để chi, để cho cái nóng của cái nước sôi đó nó làm nóng cái ly trà, để khi mình châm cái bình nước trà vô cái ly đó thì cái ly đó đủ nhiệt để nó giữ trà nóng. Thí dụ cái ly này nó đang nguội như vậy mà nước trà nóng mình đổ vô thì cái men, cái lạnh của men á, nó có thể giảm cái nhiệt độ của trà, và trà chưa đủ nóng, chưa đủ ngon. Cho mình chán trà, mình tráng rồi thì mình chút nó vô cái ly này, mình lắc, mình đổ cái trà đó bỏ, mình đổ nước sôi vô trở lại lần thứ nhì, mình ngâm trà đó khoảng 2 phút, 3 phút cho nó ra trà. Và sau khi trà ra rồi, mình phải chắc hết nước trà ra một cái bình thứ hai, hoặc là cái ly đó, không để nước ở trong bình trà đó. Vì sao? Vì nó ủ như vậy, nước trà ra nước đầu rất là đậm, uống đắng, chát, mất vị trà, không ngon. Và thậm chí có thể xài bình trà đó chừng 2 lần trà hết, trong cái đó bình trà đó có thể xài 10 nước, cứ mỗi lần châm xong chắc hết ra chia cho mọi người uống, rồi nước thứ nhì không bao giờ ngâm nước ấp lẫm ở trong cái bình trà đó thì trà nó không ngon. Như vậy có trà là đời sống vật chất, biết cách pha trà thì vật chất này sử dụng không phí. Mình có thân nhưng mình không biết dụng thân thì cái thân này bệnh tật và không xài được. Còn nếu mình biết dụng thân thì cái thân này làm được nhiều thiện sự. Ở trong kinh Pháp Cú có câu: ví như những cánh hoa kết lại thành tràng hoa, cũng vậy nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Ở nơi cái thân sanh tử này, thân sanh tử nghĩa là thân sống chết này nè, nếu mình biết cách thì thân này làm được nhiều việc lắm mà không có phí. Mà đại chúng, nếu mà đại chúng nhìn kỹ coi, hình như không có một món gì xung quanh mình mà không trở thành những món hữu dụng nếu chúng ta có chánh niệm, có phải không? Quý vị biết cái nhang khoanh đó, nhang tròn tròn đó, nhiều khi Phật tử Pháp Hòa thích thắp cái nhang tròn khoanh đó. Nhiều khi không có cái tro mềm mịn đó để mình thả cái đó vô thì mình để trên cát là nó tắt liền, bởi vì cái cát nó dày, nó cứng, nó làm cho tắt cái nhang đó. Cái mỗi lần muốn để xuống cái mình biết cái bát hương này cát không để được, cái Pháp Hòa lấy cái chân nhang á, mình bẻ cong nó xuống một chút cho nó thành cái móc vậy thôi, gác cái vòng nhang khoanh nó lên thì thành ra một cái chỗ. Vậy thì cái chân nhang đó đó mình đem bỏ cũng được, nhưng nếu lúc mình cần sử dụng để trở thành một cái cây để gác cái khoanh trầm thì bẻ cái nhang đó lại, bẻ vừa thôi, bẻ mà cho nó còn dính lại, chứ bẻ cái cục cái nó gãy là không gác được. Cái chân nhang vẫn có thể thành một cái vật để gác một cây nhang. Ở trong chùa nhỏ đó, nghe ai mà xả tan xin vải tan lại, một miếng hai miếng kết một cái miếng vải to thành bốn thước, cắt được bộ đồ. Hồi ở Việt Nam mà nghèo là quý thầy quý sư cô trong chùa mặc đồ bộ, mặc đồ vật họ toàn bằng vải tan của những Phật tử, người ta làm lễ xong ta xả tan mình xin lại. Một cái vỏ cà rốt mình bào ra, nếu mình biết làm trở thành ra những cái hữu cơ compost
thì cái vỏ cà rốt đó trở thành phân bón. Tóc của mình mà không có nhuộm, mà nếu mình cạo đi, mình có thể cho những người bệnh ung thư. Cơ thể của chúng ta, chúng ta đã từng ký giấy để cho những người y học. Như vậy thì đại chúng thấy, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, cái gì chúng ta cũng có, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết dùng nó không. Nhiều khi trong nhà mình nó có cái bột đó mà không biết làm bánh, có cái món đó mà không biết sử dụng, thì nó uống đi. Mình có cái chuông thì mình sử dụng cái chuông, mỗi ngày mình thỉnh tiếng chuông lên, để tiếng chuông ngân lên làm cho lòng mình lắng lại. Hồi nhỏ Việt Nam người ta hay quan niệm thắp nhang phải thỉnh 3 tiếng chuông, mà người ta quan niệm là đơn giản lắm, không phải như mình hiểu một cách rốt ráo là thỉnh chuông để lắng tâm, mà thỉnh chi biết không, để cho ở trển nghe. Thắp nhang rồi bon bon bon, ý muốn báo cho Phật biết là Phật ơi con cúng nhang nè, Phật về để Phật chứng cho con. Cho nên là có nhiều người thắp một bó cho thiệt là nhiều để chi biết không, để khói nó đủ nó xông lên tới trển, ở trển mới biết mình thắp, chứ còn thắp ít quá không đủ. Quan niệm rất là đơn giản vậy đó. Chờ đây nó còn muốn thưa đại chúng là vô minh á, nghĩa là khi chúng ta không biết sự việc thì là vô minh. Thí dụ mình biết cái việc đó là sai mà mình vẫn cố chấp, mình không muốn sửa, đây là một dạng vô minh. Mình không biết điều đó cũng là vô minh, mà biết rồi mà không sửa cũng là vô minh. Có nhiều người cố chấp, vô minh do cố chấp, vô minh do không hiểu biết, vô minh do nhầm lẫn. Vậy thì người muốn hết vô minh, mà cái gốc vô minh là gì? Từ cái chấp mà ra. Một là chấp mình, hai là chấp của mình. Cái đó gọi là chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là chấp con người mình, chấp giữa là gì, là dính. Thí dụ như tôi biết, tôi là giỏi, tôi là hay. Phong gọi ví dụ giờ này, tôi là trụ trì, mà cái người đó vô chùa thỉnh chùa cũng hỏi tôi, thì cũng giận á. Người đó không biết gì đó, không có biết ai là trụ trì hết. Tại đây trụ trì là cái gì? Đâu có là cái gì đâu, bất quá là giữ chùa. Nói theo sang trọng chút là ô sim. Trụ trì là giữ chùa. Nhưng mà nếu như á, mà mình chấp vào cái đó gọi là chấp ngã nè, rồi chấp những cái gì mình đề đạt ra là chấp pháp. Cho nên hàng ngày á, sở dĩ mà mình giận nhau nhiều, cãi vã nhau nhiều, nội một cái đơn giản là nội cái xếp ghế kinh thôi, xếp bộ đoàn tổ cụ thôi, mà cũng người ý chính ý, người để kiểu này người để kiểu kia, mà tôi để rồi ai lợi xê là bắt đầu phiền rồi đó. Thôi giỏi quá làm luôn đi, mai tôi khỏi làm nữa, vân vân. Cho nên tất cả những dạng chấp đều gọi là vô minh. Bây giờ mình muốn giảm cái chấp đó, muốn giảm cái vô minh đó, chúng ta phải thường dụng trí tuệ. Mà trí tuệ này không phải là trí tuệ bình thường, mà là trí tuệ bát nhã. Bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ. Thật sự mình nói là bát nhã, trí tuệ bát nhã là mình nói dư. Nói một câu gọn là bát nhã, nhưng mà tại vì giờ nói bát nhã đâu ai biết đâu. Hỏi là bát nhã là gì? Ô tôi biết là ôm sồn bát nhã. Ôm sồn bát nhã thì tôi biết, mà bát nhã bình thường tôi biết. Bát nhã nghĩa là trí tuệ siêu việt. Trí tuệ mà mình biết này là trí tuệ của học thức, cái đó gọi là trí thức, chứ chưa phải là trí tuệ. Cái mình học từ người khác gọi là trí thức, cái tự mình phát ra là trí tuệ. Mà người có trí tuệ, người đó sống giảm khổ. Chưa dám nói hết khổ, nhưng mà thật sự là hết khổ. Bây giờ mình nói nhẹ nhàng thôi, nói giảm khổ. Tại sao giảm khổ? Tại vì người đó có quán chiếu. Quán chiếu. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái hoa này, cái nhà này, của cải vật chất này là gì? Vô thường tạm. Cái quán chiếu này gọi là văn tự bát nhã. Đó, hàng ngày quý vị thấy không? Sống nay chết mai. Hôm qua có một chú kể Pháp Hòa, chú nói hồi đó chú đi lính,
Một cái người bạn của chú á, làm chung với chú á, mới vừa hỏi chú đường đi nước bước vậy đó, vậy mà bước ra tới ngoài cửa là người đó đã bị ám sát, bị bắn chết. Mới vừa hỏi cái đường. Thì bây giờ mình thấy hàng ngày những cái thay đổi trong cuộc sống mình, cái đó gọi là gì? Đó là văn tự bát nhã. Quý vị thấy, quý vị biết hết. Chúng ta thấy, chúng ta biết hết. Nhưng chúng ta không có tư duy, không quán chiếu. Khi nào có tư duy, có quán chiếu, gọi là quán chiếu bát nhã. Bát nhã có ba loại nha. Mình thấy người ta bệnh, người ta thấy người ta chết, người thấy người ta khổ, thấy, cái đó mới văn tự à. Văn tự nghĩa là gì? Chữ nghĩa thôi, mình đọc thôi. Cũng giống như mình mở kinh ra mình đọc ào ào vậy đó, cái đó là văn tự kinh. Nhưng mà chưa có tư duy kinh. Tư duy kinh là mình suy nghĩ đạo lý. Quán chiếu bát nhã là hàng ngày mình quán soi. Rồi cuối cùng mình chứng đạt được cái thứ ba là gì? Cứu cánh bát nhã, nghĩa là chúng ta có được một cái hiểu biết rốt ráo tột cùng. Nhờ có cái trí tuệ đó cho nên chúng ta giảm dần cái vô minh. Cho nên vô minh không phải nghĩa là vĩnh viễn là như vậy, nhưng mà chúng ta có tu là minh. Chúng ta có tu là minh. Thí dụ như chúng ta không tu là tử, tử là chết, khổ. Nhưng mà chúng ta có tu rồi vẫn chết. Nhưng mà chết sao biết không? Không khổ vì chết. Cho nên cái tu và cái chưa tu nó khác chỗ đó đó. Người chưa tu sợ chết, người tu rồi á thì không sợ chết. Tại vì sao? Tại vì chết là chết, mà chết đâu có hết. Chết là đi mà đâu có biệt ly. Chết là đi mà không có biệt ly. Tại vì mình vẫn còn sống trong lòng của người đó. Vừa rồi Pháp Hòa đi một cái đám của ba em nhỏ, tuổi chừng 20 đổ xuống. Ba chết, không có mẹ. Đám tang rất là đơn giản, hình như không có ai giữ hết. Thì khi mà các em quỳ cúng đó, Pháp Hòa tụng ngắn thôi, Pháp Hòa nói chuyện với mấy em. Pháp Hòa nói tới đâu nó khóc tới đó, nói tới đâu nó khóc tới đó. Pháp Hòa mới nói, ba của con không có chết. Ba của con chỉ chết cái hình hài thôi. Nhưng mà nụ cười, tình thương, lời nói, dòng máu của ba con đang ở trong ba con, trong ba đứa con. Và nếu ba đứa con thương nhau, hiểu nhau, thương nhau, giúp đỡ nhau và sống cuộc đời mình cho lành mạnh, thì mình đang nuôi ba mình ở trong thân tâm của mình. Cái đó gọi là quán chiếu bát nhã, cứu cánh bát nhã. Còn mình thấy cái hiện tượng chết, đó là văn tự chết, tư duy về cái chết. Ai cũng chết hết á. Cho nên á, chết không giận, không hờn, không sợ chết. Chết mỉm cười như cái chết tự nhiên. Chết là chết mà không hề sợ chết. Tại vì đâu có chết. Chết là chết mà đâu có chết. Chết là đi nhưng không có biệt đi. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Và ta đang chết, và ta cũng sẽ chết như những người đang chết. Giờ đây chúng ta ngồi đây chứ cũng có triệu người đang nằm xuống chết. Bất cứ một tích tắc, có người sanh, có người tử. Cho nên hôm qua Pháp Hòa nói vô minh. Trong bát nhã nói không có vô minh mà không có sự diệt tận của vô minh. Nhớ không? Vô minh diệt, vô minh tận. Tại sao? Tại vì khi mình không hiểu gọi là vô minh, mà hiểu ra rồi là nó minh. Cho nên vô minh nó cũng không có tồn tại. Hiểu ra cái mình. Ví dụ như người ta nói, thì mình hiểu lầm cái mình đánh ta giải thích xong, vậy sao không nói nãy giờ làm tôi mệt hơi tôi chửi à. Mình ngày xưa Khổng Tử có ba người đệ tử, trong đó có Nhan Hồi. Một hôm đi thời loạn, đi lánh nạn, thì ghé vào một cái nhà đó, người ta cho ra được một chén gạo, thì Nhan Hồi lãnh trách nhiệm nấu cơm.
Thì các học trò khác đi lo kiếm việc khác, thì ngài Khổng Tử ngồi ở phòng trên đọc sách. Thì trong khi đọc sách như vậy, ngó xuống thấy Nhan Hồi lượm cơm bỏ trong miệng. Khổng Tử buồn mà không nói. Lát nữa nấu cơm xong thì Khổng Tử muốn mời mọi người ăn cơm. Thì Nhan Hồi nói: dạ con xin phép, con không có dùng, vì hồi nãy cơm nó rớt dưới đất, con không dám để lại vào trong nồi, con sợ dơ cái nồi cơm. Thôi con phủi bụi, con để miệng con ăn luôn. Cho nên bây giờ con đã vô phép, con ăn trước hồi nãy rồi, vì cơm hồi nãy dính bụi. Nếu con để vào lại trong nồi cơm thì nồi cơm sẽ dơ, và thầy và các huynh đệ khác không ăn được. Cho nên con mạn phép, con xin lỗi thầy, nãy con bốc cơm dơ con ăn trước. Khổng Tử nghe xong vỗ đầu: xém một chút nữa ta đã thành kẻ hồ đồ. Tại hồi nãy ngồi dưới phòng thấy đệ tử mình bốc cơm ăn, trong lòng buồn, giận đứa đệ tử hỗn dám ăn cơm trước thầy. Nhưng khi hiểu ra rồi, hiểu ra rồi mới biết rằng đệ tử mình đâu phải nó hỗn đâu, mà nó chí tình chí hiếu đó chứ. Mình chưa? Mình hồi nãy vô mình. Cuộc sống của mình chuyện đó nó xảy ra lắm. Cái chuyện đó nó xảy ra lắm. Cho nên chúng ta thường hay bị phan duyên, tức là nhìn cảnh và phóng theo. Chữ phan là mình phóng theo cái cảnh duyên bên ngoài. Chính vì vậy mà mình ít khi nào sống được với chân tâm. Chữ vọng tâm là cái tâm mình suy nghĩ lung tung, vọng, hư vọng. Vọng là thẳng, không thật. Còn cái chân là nó, thí dụ như nhìn hoa này biết hoa li li màu trắng. Đấy, nhận biết vậy rồi. Bắt đầu nói li li này không đẹp bằng li kia. Vân vân, cái những cái chi tiết đó, nó làm rắc rối đó. Quý vị thấy không, nội một cái nồi cà ri mà 10 người nấu là khác mùi, khác vị, thậm chí những gia vị khác. Mà cà ri nào cũng ngon, tại sao mình phải phân biệt? Cà ri này không bằng cà ri hôm qua. Nói làm chi để buộc người nấu hiện tại, mà cái cà ri hôm qua không còn. Cái cà ri hôm qua không còn, cái còn hiện tại là cà ri của bây giờ. Mà không thưởng thức cái cà ri bây giờ, đem cái quá khứ ra nói để làm buồn người hiện tại. Mà nếu mà người hiện tại mà họ cố chấp, họ vô minh tiếp, họ nói vậy khỏi ăn. Họ xách nồi cà ri họ đi. Rồi coi như mất quá khứ, mất hiện tại, vô minh quá chừng. Mà bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là không khéo là mình sống kiểu này hà rầm nha. Sao ông không giống ông chồng người ta? Sao bà không giống vợ người ta? Ủa? Cái người hiện tại là vợ của ông, chồng của chị. Nếu mà anh nhận được người hiện tại thì anh đâu nói câu đó. Mà anh nói câu đó là chiến tranh nó xảy ra. Anh nói cái người kia, mà người kia cũng không bao giờ là chồng là vợ của anh, mà anh chỉ làm buồn cái người hiện tại thôi. Cho nên người có trí, người có quán tư duy, có trí tuệ, có minh là sống bằng cái hiện tại đó, mà không đem cái quá khứ để mà ví dụ, không đem cái khác, mà cái khác nó không có, nó không còn. Cho nên mình không khéo là mình hàng ngày mình sống mà mình vô tình cái chuyện đó hà rầm. Cứ lấy cái nào nào đời nào đó, mà cái hiện tại mình quên lẫn. Cho nên vô minh không có phải làm cái gì, mà cái nó hiện tại nó đang xảy ra trong đời sống chúng ta. Mà thưa đại chúng như này, mỗi ngày chúng ta sống là chúng ta lúc nào cũng có cái ý thức chỉnh đốn, ngăn nắp làm mấy cái đó. Thì cuộc sống mình cũng vậy. Cái gì mình vừa khởi lên, mình nhận ra rằng mình có nên nói điều đó không? Thì sắp sửa vô minh thì minh nó có.
Ở trong Phẩm Phổ Môn á, có kể một cái đoạn nè: nếu người nào đi tìm châu báu rồi ghe thuyền tấp vô một cái nước quỷ la sát, nhớ không, hắc phong tức là ngọn gió đen nó thổi người đó đi vào cái chỗ quỷ dạ so la sát, thì có một ông cư sĩ ông tới ông hỏi: bạch hòa thượng, vô minh là gì? Tại sao trong Phẩm Phổ Môn nói những cái đoạn đó? Thì ông hỏi xong cái hòa thượng nó ngu mà cũng hỏi, trời ơi ông giận đỏ mặt. Cái hòa thượng say, hòa thượng nói: giờ ông biết la sát ở đâu chưa? Bây giờ ông biết vô minh ở đâu chưa? Thì ông liền chắp tay nói: dạ con hiểu rồi. Cho nên vô minh diệt, vô minh tận. Không có cái vô minh mà cũng không có cái hết vô minh. Tại vì thật sự ra chẳng qua là một trạng thái thôi. Khi mình chưa hiểu là một trạng thái khổ đau, mà hiểu ra rồi là trạng thái. Mà người mà nhận ra được cái đó rồi, vậy thì mình đến với đạo Phật, mình học Phật là để mình có cái nhận diện đó. Nếu mình lỡ mình phóng ra ngoài nhiều quá rồi, rồi mình nói lung tung, mình làm đủ thứ hết, mình biết rằng cái đó là mình đã đi xa quá. Cho nên quý vị nhớ, có một vị cư sĩ tới tìm một vị tổ, nói: bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con tu đạo. Hòa thượng nói: ông có thấy cây tùng trước cửa chùa không? Ông có thấy cây tùng trước cửa chùa không? Ông nói ông tu đạo, mà đạo là cái gì rất là bình thường. Ông vô đây mà ông thấy cây tùng không? Ông lo ông hỏi đạo mà ông quên cây tùng có mặt. Giống như mình vậy đó. Trời ơi, chị Năm cái nhà đẹp lắm, anh Bảy cái nhà giỏi lắm, mà quên ông Chính nhà mình cũng đâu có thua ai. Quên cây tùng đó đó. Quên cây tùng đó đó. Cho nên rồi thì hòa thượng: ông có thấy cây tùng đó không? Mà nó khổ một cái, hễ hòa thượng chỉ cây tùng cái mình dính cây tùng, cái lần sau đi ngang ngó cây tùng. Quý vị biết có một thời gian là thiên hạ đổ về cái chùa đó, là cứ nói về cái cây tùng đó, cây tùng trước cửa chùa, cây tùng trước cửa chùa. Mấy chục năm sau, người khác cũng tới tìm hòa thượng hỏi, nói: dạ bạch thầy, cây tùng đó đâu rồi thầy? Ông hòa thượng nói: chùa tôi đâu có cây tùng nào đâu. Tại vì sao? Thì thể nói cây tùng mình bị dính cây tùng, giờ tôi tuyên bố không có cây tùng nào hết, cái mình giải tỏa liền. Tội nghiệp lắm, cách đây mấy ngày con cô Phật tử lái xe 10 tiếng mới tới đây, mà cũng muốn chắc chắn rằng thầy Pháp Hòa có đây không. Cổ gọi lên chùa cái mấy cô nói: dạ có. Cổ nói: khi nào thầy Pháp Hòa đến chị gọi cho em phải nghe tiếng thầy, thiệt sự có thầy em mới tới. Pháp Hòa vừa tới, cô Phật tử gọi phone cho cổ, cổ nghe tiếng Pháp Hòa rồi cổ mới an tâm là cây tùng còn ở chùa. Đừng học kiểu đó nha, chết em á. Trăm người ngàn người mà chỉ muốn nghe cứu điện thoại để chắc chắn tôi đi. Quan trọng là mình hiểu được vấn đề. Cho nên thường á, quý vị hỏi một câu này ông tổ ông trả lời câu khác, là ông muốn chặt cái đó. Ông muốn chặt bứt cái đó đi, mình đừng có để cái đó trong lòng. Chờ nhiều khi các ngài nói: ngươi từ đâu tới, chết đi về đâu? Hỏi một câu nói vậy chi biết không? Để mình bận rộn, từ đâu tới, chết về đâu, khỏi suy nghĩ chuyện khác. Thì có nhiều vị cá tổ đi ngang hỏi: ăn cơm chưa? Ý ông hỏi mình có giây phút hiện tại không? Có giây phút hiện tại không? Cho nên nhiều khi cái tâm mình nó phóng rất là nhiều, mà các tổ là muốn chặt. Tại vì sao? Tại vì mình càng phan duyên thì mình càng, giống như trong nhà mình có 10 đồng mà mình quên trong nhà có 10 đồng, mình cứ ngó nhà hàng xóm người ta có 100 ngàn, rồi chạy đua đi mua những cái món 100 ngàn mà rốt cuộc không có thẻ để cà, rồi thôi úy quá cà đại, cuối tháng cà lâm. Mà phải chi mà mình ham cà mà cà xa cũng đỡ. Bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng, hồi nãy sơ sơ là vì ngày hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện vô minh.
Nhưng mà chưa nói là những cái tướng trạng của vô minh và làm sao để mình tu tập để mình hết minh. À xin lỗi, hết vô minh. Và chữ minh á, trong tiếng Hán á, nó hai cách viết. Chữ minh á, có nghĩa là sáng. Chữ minh cũng có nghĩa là tối. Hai cách nó viết nhau. Ví dụ như ta nói u minh, cõi u minh. Cõi u minh là cõi u tối không ánh sáng. Còn cái gọi là ví dụ như minh quang, minh gì đó, chữ minh này là ánh sáng rực rỡ. Cho nên vô minh nghĩa là người không có ánh sáng, không có trí tuệ. Bóng tối nó không có đâu hết đó. Bây giờ tắt đèn là bóng tối nó tràn về. Mà bật đèn thì ánh sáng rực, mà vô minh đi đâu? Nó đâu đâu, nó biến thể. Cho cái tâm của mình là khi chưa, giống như nè, khi mê bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Tại vì sao? Tại vì tiền mà xài đúng thì tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng bởi người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Tiền nó mới xúi mình làm bậy. Tại vì tâm mình vô minh, mình phan duyên. Có tiền rồi muốn đi chơi cờ bạc, tự nhiên tiền làm thêm tiền cũng ra, tiền làm cho nó mau hết. Thành thử đó là tại mình, tiền nó xúi mình. Mà mình biết sử dụng tiền đúng thì tiền nó sanh tiền. Cũng vậy, có phước mà không có đủ tuệ giác để dụng phước thì phước bắt đầu nó mỏng, nó hao, nó tổn và cuối cùng nó mất. Chỉ vậy thôi. Cho nên ở trong Phật Pháp thì có rất nhiều. Có một vị hòa thượng tới hỏi một người bệnh, nghe thầy đó bệnh, cái hòa thượng vô thăm. Cái hòa thượng vô thăm, cái hòa thượng hỏi: ông đang bệnh hả? Thì cái người bệnh nói: dạ con đang bệnh. Thì hòa thượng hỏi tiếp: vậy có cái gì không bệnh không? Thì cái ông bệnh ông nào: ui da, cái bệnh là cái sanh diệt. Còn cái ui da là cái gì? Vì sao mình ui da? Thường thường là ai nhéo mình biết đau, mình ui da, đúng không? Thì cái chữ ui da là tôi biết tôi bệnh. Cái biết đó mới quan trọng. Cho nghèo ở đây nè, ai cũng bệnh hết đúng không? Nhưng mà đôi khi mình không biết mình bệnh. Và khi mình không biết mình bệnh, cho nên không bao giờ tiếp nhận thuốc chữa. Và thậm chí ta lời nó đừng nói bậy nghe. Còn mình biết mình bệnh, cái biết đó là mình sẽ hết bệnh. Giống như mình nói là, thí dụ mình vô minh mà mình biết mình vô minh thì mình liền mình. Còn mình vô minh mà không biết mình vô minh thì mình tối tâm u minh. Cho nên trong kinh Pháp Cú không, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi trí ngu. Tại người ngu biết mình ngu là người đó học. Còn người trí mà cho mình trí là đóng cửa ông học, thì người này hết rồi. Quý vị nhớ không? Cho nên ui da, ông hòa thượng hỏi: ngươi bệnh vậy có cái gì không bệnh không? Thì cái người bệnh nằm ui da, ai nhéo ông đâu. Nhưng mà cái chữ ui da đó để nói cho hòa thượng biết rằng con biết. Cái biết của con thì chúng ta cũng thế. Chúng ta khổ, chúng ta biết mình khổ là hết khổ. Cho nên trong tứ đế, khổ đế, tập đế là nguyên nhân của khổ, diệt đế là khi mình biết khổ có an lạc. Mặc dù chưa có đường, chưa có phương pháp chữa, nhưng khỏe rồi. Tôi bệnh bây giờ bác sĩ nói tôi bệnh gì tôi biết, tôi không có còn lo. Cái trạng thái không còn lo, bớt lo là gì? Biết mình bệnh gì rồi. Cho nên các ngài có cái cách thử đó. Ui da. Trong kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện khác. Có cái ông đó, ông đi chợ, ông để con ông ở nhà. Thế thì một toán cướp tàn phá cái làng đó, đốt nhà,
thì may thời đứa con nó chạy ra được. Thì trong nhà đó có một người chết, người ở chết. Thì ổng đi về, ổng thấy nhà ổng cháy và có một cái xác chết cháy queo. Ông nghĩ là con ông, cho nên ông đem cái xác đó ông thiêu xong, ông lấy tro đựng trong cái hũ đó. Và tối ngày ông cứ khóc, ông kêu đây là con của tôi. Sau khi mọi việc yên ổn rồi thì đứa con trở về, nó gõ cửa, nó nói ba ơi mở cửa cho con vô. Ông mới nói mày là ai, con nhà hàng xóm mà tới chọc tao, con tao chết rồi mày đừng có tới ghẹo tao nữa. Nó nói ba con nè ba, nó nói không có ba má gì đây. Con tao nằm trong cái hũ này nè, mày không phải con tao. Kinh Bách Vụ kể câu chuyện đó. Thì Đức Phật kết luận, chúng ta ôm một cái mớ khổ đau kiến thức mình giống như ôm mớ tro tàn, mà chân lý xuất hiện vẫn không chấp nhận. Chân lý là đứa con nó về trở về đấy, vẫn từ chối đứa con, không tiếp nhận đứa con, vì nghĩ rằng con mình ở trong cái hũ. Sư ông Làng Mai á, tức là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, ngài không cho đệ tử lập tháp của ngài. Ngài nói là khi ngài mất đi không được thiêu, rồi đem cốt để trong cái tháp. Thì Hòa Thượng dặn vậy nè: nếu như ai đó xây cái tháp cho thầy, thì hãy để ở ngoài cái tháp đó một câu: trong này không có gì. Nếu người đó vẫn chưa hiểu, để câu thứ hai: ngoài kia cũng không có gì. Thấy thiền sư không? Trong này không có gì, ngoài kia không có gì. Nếu họ vẫn chưa hiểu nữa thì nói cho họ câu cuối cùng: bước chân an lạc, nụ cười thảnh thơi, bước đi vững chãi. Đó là thầy Nhất Hạnh. Cho nên á, ba của mình không có trong cái hũ đó, mình có giữ cái hũ đó là để kỷ niệm theo cái thường tình của thế nhân. Đừng có nghĩ rằng mình nhốt ba trong đó, mình để ở đâu cũng được hết, vì đó là cái tâm của mình theo cái phong tục truyền thống. Còn mình chết rồi, cái quan trọng là sự siêu thoát của mình, chứ không phải mình ở trong cái mớ tro đó. Cho nên sư ông nói sư ông không nằm trong cái mớ tro đó. Còn nếu muốn nữa đó, bất cứ một cục gạch, cục đá nào có sẵn, hãy để một quyển sách của thầy trong đó, như là cuốn Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, để trong cái tảng đó thì thầy ở trong đó. Tại vì sao? Những gì của thầy để lại mới quan trọng, còn cái mớ tro không phải. Trong đó không có gì, ngoài kia không có gì. Cho nên mình á, coi chừng mình đang ôm một hũ tro. Hũ tro của chấp trước, của những cái gì mình cho là chân lý, mà thật sự chân lý đang có mặt, đang tới gõ cửa mình. Ví dụ như bây giờ mình lỡ mình nghe một câu nói gì đó mình dính mắt, bây giờ người ta giải thích cỡ nào cũng không chịu nghe, thì tự mình làm khổ thôi. Mình không hiểu, ta nói cho mình hiểu mà vẫn cố tình không hiểu, thì mình làm khổ mình. Cho nên mình phải có cái trí tuệ bát nhã. Cho nên Đức Văn Thù cầm cái cây kiếm, có vị nói sao Bồ Tát dữ quá, Bồ Tát nào cũng cởi mấy con khủng hoảng không? Văn Thù cởi sư tử, Phổ Hiền cởi voi, Quan Âm cởi con cá, Địa Tạng cởi con đế thính. Trên tay Văn Thù cầm kiếm, Địa Tạng cầm cây sắt. Giờ mình nhìn cây đó mình tưởng Thiếu Lâm Tự đánh bụp bụp đập cái bóp, nằm dài đó, thiện tài thiện tài. Rồi thưa đại chúng, là những con thú mà các vị Bồ Tát cởi đó là biểu tượng cho sự sức mạnh dũng mãnh, có thể lướt tất cả những khó khăn. Và cái cây kiếm mà Đức Văn Thù cầm là tượng trưng cho trí tuệ, có khả năng chặt mọi phiền não. Ở bên Đài Loan á, ở Cao Hùng á, Phật Quang Sơn á, trước cái cửa chính của kỷ niệm Phật Đà có để hai con thú, một bên là con voi, một bên là con sư tử, để biểu tượng cho hai con vật của Đại Thừa chuyển dẫm đạp tất cả mọi cái thấp bé,
để tượng trưng cho gì? Gọi là mình giống mạnh lướt mọi khó khăn, và còn tượng trưng cho trí tuệ và hạnh nguyện. Bởi vì văn thù cởi voi, cởi sư tử là tượng trưng cho trí tuệ. Đức Phổ Hiền cởi con voi là tượng trưng cho hạnh nguyện. Mà trên con voi có 6 cái ngà, tượng trưng cho lục độ vạn hạnh. Cho nên rồi hai con thú đó tượng trưng cho hạnh nguyện, trí tuệ, tượng trưng cho đại thừa, chuyển đi đến đâu thì các thú nhỏ phải khiếp vía hết. Trí tuệ đến đâu thì vô minh phải sợ. Cho nên người có trí thì họ sống vững chãi, họ không sợ. Tại vì họ biết. Thí dụ bây giờ quý vị đi ở trong cái chùa đây, tối không có sợ. Tại sao? Có ai nói cọp tới kìa, tôi chỉ sợ cọp cái thôi. Còn tôi biết ở đây đâu có rừng gì, đâu có cọp. Thành thử mình biết rằng ở đây không có thú dữ, cho nên đi không sợ sợ. Nhưng mà coi chừng rắn. Ví dụ vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa nói xong cái phần đó rồi, giờ mình có thời giờ để vài câu hỏi ha, cho quý vị ở xa đây. Con biết đạo Phật y phục có 3 màu vàng, nâu, lam, ngoài ra có màu đen không? Nếu có thì ý nghĩa gì? Trong Phật giáo thì không có dùng màu đen, mình dùng màu nâu, màu vàng, màu lam. Mà thật sự ra nâu với lam này là cũng sau này, chứ còn chính thức thời Phật chỉ có màu vàng thôi. Bởi vì sao xài màu vàng? Bởi vì màu vàng á, là tượng trưng cho đất, mà đất á, là tượng trưng cho nhẫn nhục, chịu đựng. Mình lấy nước sạch mình đổ xuống đất, mình lấy nước dơ mình đổ xuống đất, đất vẫn tiếp nhận. Người tu ta cũng thế, phải tiếp nhận khen chê như là đất tiếp nhận nước dơ sạch. Nhưng mà tiếp nhận vẫn có thể tiêu dung, nghĩa là đất bốc hơi thành mây. Mình tiếp nhận những lời khen chê đó nhưng không giữ trong lòng, chuyển hóa nó thành ra những đề mục để tu, như là nước đất hấp thụ nước rồi bốc hơi. Còn sau này á, Phật giáo lan ra đến các nước Á Đông như là Trung Hoa, Việt Nam thì chúng ta thêm những màu nữa, như là màu nâu, màu lam. Nó cũng là từ màu vàng đó ra. Bởi vì nâu là tượng trưng cho đất, mà đất già. Còn lam là đất gì? Đất sét, đất non. Đấy, cư sĩ Phật tử mặc áo lam tượng trưng cho sự nhẫn nhục, nhưng mà còn ở trong cái bước thấp. Màu lam còn tượng trưng cho màu khói. Màu khói nhìn khói nhẹ nhàng bay lên. Cho Phật tử thắp nhang cúng Phật tượng trưng cho dân, cho Phật cái hương thơm, tượng trưng cho học hạnh, học cái giới để có cái hương đức hạnh. Nhưng mà nhìn cái hương cũng quán chiếu, nhẹ nhàng thì bay lên, nặng nề thì rớt xuống. Màu nâu cũng là màu đất, mà đất già nghĩa là sự tu tập mình già dặn. Còn màu đen là cái màu như là mình hợp mấy cái màu khác lại. Gia đình thân nhân bên Việt Nam nghèo, mình giúp họ như vậy có được coi là phước không? Em cũng nghèo lắm nè. Thật sự thưa đại chúng, mình đừng có nghĩ mình cho người dân mới có phước. Mình cho ai mình cũng có phước hết á, nhưng mà với điều kiện là mình cho bằng cái tâm hoan hỷ thì phước mới có. Còn ví dụ như mình dở về người thân, nói dở về cho nó đi, trời ơi thiệt thứ gì báo không. Mà hãy xây qua đây cái gặp người nghèo, ô mô Phật, bác lấy này xài đỡ nha. Ủa vậy cái người kia không phải người chúng sanh sao? Cho nên đừng có nghĩ rằng mình cho người thân mới là không có phước. Bất cứ ai mình giúp đỡ, họ cần sự giúp đỡ của mình đúng, sao có phước nè. Có nhiều Phật có dạy trong kinh nha,
Có nhiều khi á, cho nhiều mà phước ít, có nhiều khi cho ít mà phước nhiều, có nhiều khi cho nhiều phước nhiều, có nhiều khi cho ít phước ít. Ôi, ông Phật mình cũng hay dữ, cái gì ngài cũng nói hết trơn. Nếu mình cho nhiều mà mình cho không có hiểu biết thì có phải mình cho nhiều mà phước ít không? Thí dụ giờ con của mình nè, nó mới có 10 tuổi à, mà tuần nào đi học cũng dí cho nó 100, phải mình dạy hư nó không? Đó, đó cho nhiều mà phước ít. Mai mốt nó thành ra cái đứa tham, hoặc là đứa xài tiền không có biết. Còn mình cho nhiều phước nhiều là sao? Cho của mà cho luôn bằng tấm lòng, bằng với cái phước, bằng với cái của đó. Còn cho ít phước ít là đã cho ít mà còn nói nhiều nữa. Muốn phô trương đủ kiểu á. Cũng vừa mình nói ví dụ mình cho cái hội từ thiện đó 10 đồng mà 20 năm trước á, 20 năm sau tới tới hội từ thiện đó, tôi muốn coi cuốn sổ trước coi còn tin tôi không. Cái đó không có gì tội nha. Nhưng mà ở đây Phật ví dụ cho nhiều phước nhiều, cho ít phước ít là cái kiểu mình cho mà cái tâm mình. Trong kinh Dược Sư nói có nhiều khi cho người ta tới xin cái không muốn cho, mà giờ cực chẳng đã thôi cho 10 đồng. Cho xong cái hối hận, trời biết dè vậy cho 5 đồng thôi. Nó đi xin được nhiều quá cho nó chi nhiều. Cái phước cũng có nha, thưa đại chúng, phước có. Nhưng mà hưởng cách nào biết không? Đời sau có phước có của mà không dám hưởng. Chẳng hạn như á, người ta cho cái bánh thiệt là ngon, rất là ngon, cất trong tủ, mai mốt cứ ngắt, móc meo lên hết, bắt đầu đem ra ngồi dạt cái móc, ăn mấy cái bánh còn lại. Có không? Ta cho đồ ngon không ăn đâu, cất không à, rồi lâu lâu mới đem ra mót. Thì Phật nói có phước nhưng mà không có dám hưởng, là tại cho xong rồi tiếc. Chơi cho nhiều phước nhiều, chết phước ít. Mình cho người thân cũng là phước, nhưng biết biết cho làm sao, họ cần như thế nào mình cho. Pháp Hòa kể một cái ví dụ, thì Pháp Hòa có giúp cho một em, cho nó học đàng hoàng rồi, có công ăn việc làm rồi, cái cuối cùng cái nó dở cho Hòa cái thơ tiếp, nó thầy ơi, thầy cho con chiếc Honda, tại con đi làm trễ hoài, giờ thầy cho con chiếc Honda để con đi làm đúng giờ. Pháp Hòa không trả lời, viết 5 lần 7 lượt bắt đầu Pháp Hòa trả lời. Khi thầy giúp cho con có học hành, có nghề ngỗng là để con tự nuôi con. Bây giờ con đã có việc rồi, thì cái việc con giữ được việc của con hay không, đó là trách nhiệm của con. Nếu con không có xe đi thì con còn tranh thủ đi cho đúng giờ. Chắc rằng con có chiếc xe rồi, con không ỷ lại vào chiếc xe rồi con đi đúng giờ không? Hay là con còn trễ hơn nữa? Biết đâu chừng con ỷ có chiếc xe rồi con trễ, rồi tới hồi con gấp quá con đi nhanh, con có thể gây tai nạn cho mình và cho người. Cho nên con buồn thầy, thầy chịu, nhưng mà xin lỗi, thầy không có đem tiền của chùa, của Phật tử cúng cho thầy, thầy cho con chiếc xe Honda đó. Cái đó mình giúp cho nó có công ăn việc làm, học hành rồi. Bây giờ có cái job là mình phải tranh thủ mình đi làm, đó là chuyện của mình chứ tại sao ỷ vào chiếc xe. Và nghĩ rằng thầy giúp cho mình học hành rồi giờ xin lên chiếc xe để đi cho đúng giờ, không có chuyện đó. Ở đây Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Phật dạy ha, cho ít phước ít, cho nhiều phước nhiều. Có khi cho nhiều mà phước ít, có khi cho ít nhưng mà phước nhiều. Như trường hợp có một đứa nhỏ đó, nó đi ngang một cái quán sữa, nó ăn cắp một cái ly sữa nó uống, thì cái ông chủ bán sữa tán con bạc tai, ly sữa văng xuống đất. Nó đói quá, nó đứng dậy, nó bày tỏ cái đói của nó. Thì cái ông khác đi tới, ông trả tiền cho đứa nhỏ uống sữa. 10 năm sau, cái ông già cho sữa đó, ông bệnh, ông nằm bệnh viện á, ông đang lo rầu cái bill mà sắp sửa chữa bệnh đây, thì có một bác sĩ xuất hiện. Thưa ông,
cái bill mấy trăm ngàn tiền chữa bệnh của ông đã được trả bằng một ly sữa cách đây 10 năm trước. Cái trường hợp đó gọi là gì? Cho ít phước nhiều. Có một cái em đó, nó đi học dược, mà nó chỉ cần có một lần thi nữa thôi mà nó không đủ tiền, chỉ cần có 300 đồng nữa. Phong Hòa cho nó 300 đồng, nó giờ nó làm dược sĩ. Vậy thì mình thấy là mình cho ít mà phước rất nhiều. Giờ còn giờ không? Mong nói hết. Con có bà chị không thích niệm Phật mà chỉ thích nói phone. Giống mi á. Ngày nào bà ấy cũng gọi phone cho hết người này đến người kia để tám. Con khuyên chị ấy để thời gian niệm Phật tốt hơn thì chị ấy nói là tao chưa tu được. Mong thầy cho lời khuyên trong trường hợp này. Thôi bây giờ Pháp Hòa cũng nói với cô hỏi này nè, tao chưa làm được. Tao còn nói phone dữ lắm. Tại sao người Việt mình kêu tám? Tại vì mình bắt chước người Tàu. Người Quảng á, người nào mà nói nhiều là kêu bạc phò. Bạc là tám á, bạc phò đó. Rồi mình mới dịch lại chữ bạc phò là bà tám. Chứ tiếng Việt là chữ bà tám nó không có nghĩa gì hết á. Nói vậy bà ai thứ tám ta buồn. Thưa đại chúng vậy nè, mỗi người mỗi nghiệp. Bây giờ á, nếu như mình khuyên chị niệm Phật không được á, mình vẫn nương cái chuyện nói phone của chị mà mình nói cách khác. Chị ơi, bây giờ á, em thấy chị nói phone với bạn, thôi thì chị nói sao mà chị nhắc nhở mọi người người ta hướng tâm thiện được, cũng là cách nói phone. Thà nữ nói phone cũng chưa chắc là không tốt, nhưng mà quan trọng là biết cách nói phone. Trước khi chị bắt phone, chị đọc kinh nha. Kinh nói phone. Quý vị biết kinh nói phone không? Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Nếu mình từ bi nữa đó, viết cái bài kệ đó ra, dán ngay cái phone. Và tất cả chúng ta cũng có thể làm điều đó. Ghi cái bài kệ nói phone đó, tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Thậm chí mình sang một băng giảng cho người ta, mình cũng để ngay cái chỗ mình thâu băng giảng hai câu. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Tại vì người ta thích nói phone mà mình biểu người ta nói pháp khác ta đâu có chịu. Bây giờ mình vận dụng cái pháp nói phone của người ta. Cái này gọi là gì? À, nhân sự tùng sự. Nhân việc đó, tôi tùy theo cái đó tôi nói. Hồi nãy có một Phật tử quy y có pháp danh là Thuận Từ. Thuận Từ là gì? Là mình có lòng từ bi thì tùy thuận chúng sanh mà độ họ. Mình tùy thuận thôi. Có cái câu chuyện này có thiệt à. Có hai ông bà đó đến thăm một vị hòa thượng ở ngoài Huế. Mình nói bạch hòa thượng, hai vợ chồng con bây giờ ăn chay rồi. Rồi sắm sửa chúng con làm cái thất nhỏ nhỏ, hai ông bà tịnh tu. Xin hòa thượng cho con cái tên để con đặt cho cái thất nhà con. Cái hòa thượng đặt là thất học trai. Học trai nghĩa là mình học trai giới. Cái bữa đó thỉnh hòa thượng tới để làm cái lễ an vị Phật, sái tịnh cái thất vậy đó. Cái quý thầy mới bạch Ôn, sao mà Ôn đặt cho cái thất này tên là thất học trai? Ôn cười, ông nói ta biệt chi mô,
bữa nợ hàng tội, thằng xin cái tên ta thầy hai tên đi còn tộc, ta đặt học trai là hai trọc. Hai trọc á, hai cái đầu trọc là học trai. Hai trọc là học trai. Giống như ngày hôm qua mà các ông đóng tụng vậy đó, đông bô ngàn trên trôi, đôi ba ông ngồi trên tre. Cũng giống như là cái ông đó, ông đi tụng kinh mà đệ tử sách lộn quyển lịch vậy đó. Giờ vô đó rồi ông biết gì đóng tụng, không có tụng đại thôi, Nam Mô Tháng Giêng Phật, Nam Mô Tháng Hai Phật, Nam Mô Tháng Ba Phật. Mà ông tụng xong cái ông thấy trên cái bàn có mấy cái bánh ít á, cái ông đưa cho cái đứa đệ tử nó cầm. Cái nó cầm xong cái nó đi rồi. Nó đi cái ông lá ông tụng xong tới tháng 12 rồi, tới tháng Chạp Phật rồi. Ông xe qua ông gặp bà thí chủ, ông hỏi, ủa đệ tử tôi đi đâu rồi? Ông nói dạ bạch hòa thượng nó đi hồi tháng 8. Ông thầy ông tùy thuận. Hồi đó mình tụng kinh á, mỗi lần mình tụng kinh cúng linh á, mình hay tụng chữ Hán, ta đâu có hiểu đâu. Trái chủ tụ vì bình thân giai quy. Nó cứ ngồi trơ ra. Rồi bây giờ ông thầy tức quá. Trái chủ tới đây. Chắp tay lại. Rồi đi chắp tay. Lại xong rồi đứng yên một chỗ. Con bữa nọ cái ổng tụng bằng tiếng Hán phải không? Tới gấp cơm á mà. Trai chủ thành tâm khải phạn hiến cung. Nó nằm im nó đâu có biết khải phạn là gì. Con bà kia bên đây lấy cơm gấp cho má con. Nó đứng dậy nó bưng nguyên tàu hũ đút vô cái xác chết. Tại vì bà không có nói rõ. Tôi xới cơm cúng, nó tưởng đâu cầm miếng thức ăn lỡ đút ngay quan tài. Bữa đó cái cô đó, cổ làm đồ cúng, cổ mới quấn mấy cái con tôm á. Cổ quấn xong cái cổ cắt nhỏ nhỏ, nó gấp cái đuôi con tôm để lên cái chén. Mà cái chén đôm côn nó đầy quá thì để lên cái lay lay cái nó rớt. Cái bà Phật tử, cái thằng bất hiếu nó gấp cho má nó cái đuôi tôm. Má nó ăn bị sạc. Nhân sự tùng sự nha. Ông thầy ông đang cúng sao, đọc tên cúng sao, rồi ông làm rớt cái gì ông cầm cái bào với Phật tử. Thầy ơi có sao? Không có sao, thầy đang cúng sao. Nhân sự tùng sự. Con có cha mẹ mất lâu năm và hài cốt hiện đang ở chùa bên Việt Nam. Bây giờ cô muốn về bên đó nhờ thầy làm lễ trong chùa xong rồi tự con đem tro cốt ra biển rải có được không? Dạ được. Nhưng mà quan trọng là hỏi hai ông bà có chịu không? Hỏi em nói được rồi, hai ông bà kiếm em không chịu à? Thật ra đó quý vị biết không, rải biển cũng là một cách. Cái đó gọi là thủy tán. Khi mình chết á, cái xác thân của mình nó thành tro bụi rồi thì có mấy cách để mình giải quyết. Thật sự nói cho cùng là cái thân này nè, khi mình chết rồi là kêu là cái xác hôi. Bây giờ làm sao để như vậy được, nó hôi lắm. Phải giải quyết. Thì bây giờ người xưa giải quyết bằng cách nào? Một là chôn, là phổ tán. Hai là thiêu gọi là hỏa tán. Bỏ xuống sông gọi là thủy tán. Ở Tây Tạng không có đất chôn, chặt từng khúc cho chim ăn gọi là điểu tán. Rồi có những nơi người ta quấn giải, ta dục đại trong rừng gọi là thi lâm tán.
Thi lâm tán nghĩa là để trong rừng, quấn giải để trong rừng. Thì hồi xưa các thầy mà tu khổ hạnh á, các vị tu khổ hạnh kêu là A Lan Nhã đó, thì người nào mà tu khổ hạnh là có 13 cái cách để mà tu khổ hạnh. Thì trong đó có một cái khổ hạnh gọi là mặc y áo quấn xác chết đó. Tức là vô trong rừng á, thấy mấy cái xác chết mà người ta quấn vải lâu ngày nó mục á, vải nó còn đó, lượm tấm vải đó lên, rồi cái căng tấm vải đó ra mà thấy tấm vải đó còn lành lặn khúc nào thì về cắt gọt lại cái chỗ đó, giặt sạch rồi mai thành cái y đó. Và cái y đó gọi là y bá nạp. Bá là ăn trăm, nạp là kết nạp lại. Rồi có cái cô đó cũng nói, bữa nay con đi chùa con gặp toàn là hòa thượng lớn không à. Hỏi tại sao cô biết hòa thượng nó lớn? Tại hòa thượng nào cũng mặc y bá láp đó. Cổ muốn sổ tiếng Hán y bá nạp đó, mà cổ quên cổ nói y bá láp. Cho con xin hỏi về đồ ăn sau khi cúng cô hồn. Một, quý ni sư có ăn đồ ăn này không? Cái đó phải hỏi quý ni sư. Người có mang nên ăn đồ ăn này không? Có mang là gì? Và Phật tử ăn đồ ăn này có lợi hại gì? Dạ, lợi nhiều hơn hại. Tất cả đồ cúng không luận là cúng linh, cúng cô hồn, mình ăn được hết, không có cử gì hết. Đừng có nghe người ta nói thọ giới này không được ăn, thọ giới kia không được ăn. Rồi bây giờ ta cúng mà không tâm nói gì hết, mình ăn nữa, cũng khen ngon như thường vậy. Tự nhiên ta nói đồ cúng khen không ăn. Hỏi tại sao không ăn? Nó ăn sợ hết thông minh. Bình thường không ăn, thấy có nhớ câu nào đâu. Soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc, thôi nín đi mà học. Di Đà kinh một quyển, mới học được có mấy trang, biển Phật rộng mênh mang, cố công thì cũng tới. Cái quan trọng là mình cố gắng mình học, chứ không phải ăn cái đó rồi không nhớ. Hồi nhỏ mình đi học, mình làm biến học, lấy lá thuộc bài ép đầy tập đó, cũng có thuộc khỉ gì đâu. Những cái đó đó là tà kiến, đừng có nghe mấy cái đó. Phật tử là không có được nói mấy cái đó. Có ăn là mừng rồi, ở đó đồ cúng chứ không cúng. Vậy mà mỗi lần đem đồ ăn lên, dạ con xin cúng thầy. Có cái cô kia cũng nói, dạ con xin cúng giường thầy. Tôi nói, dạ thôi thầy có giường rồi. Có một Phật tử đứng lên nói, dạ bạch hòa thượng, hôm nay con xin hát một bài cúng giường cho hòa thượng. Hòa thượng, ui, hát nghe chơi chứ ăn được gì đâu cúng. Bây giờ đại chúng nhớ là mình không có cái quan niệm đó. Cái gì mình cúng mình có được quyền dùng. Ví dụ như giờ mình kính quý hòa thượng thì thường mình nấu xong thì mình hay vuốt lại một phần để cúng dường các bậc tôn đức. Còn mình là tất cả chúng trong chùa cứ dùng. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, mỗi một lần trong chùa mà nấu ra là múc quá trời mâm cúng. Rồi bây giờ cứ nói mâm đó không ăn rồi, bây giờ ai ăn? Tỳ kheo ni không ăn, sa di ni thức so không ăn, năm chúng đó không ăn, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tôi Bồ Tát giới không ăn, có tôi sợ khùng điên ngu gì không ăn. Rốt cuộc rồi á thì đem cái đó đem đổ thùng rác. Vậy thì mình đúng hay mình sai? Đừng có quan niệm cái đó, đó là một tà kiến, không nên có. Có ăn là mừng rồi.
Có nhiều người nói ăn cái đó rồi gì si khờ. Pháp Hòa ăn từ nhỏ tới lớn nè. Muốn khờ cỡ Pháp Hòa không? Sau khi nhận 10 điều thập thiện, con có được pháp tự, cho con hỏi ý nghĩa pháp tự là gì? Thưa đại chúng, thật sự ra mỗi người chúng ta có một cái pháp danh là chính. Và nói pháp danh. Pháp danh là gì? Pháp danh nghĩa là cái tên trong đạo, mà thường là các vị thường cho cái pháp danh theo cái dòng kệ của mỗi cái dòng thiền. Nhưng mà mình cho các vị cư sĩ theo đó một lát rồi thì hết chữ để cho. Cho nên sau này á, các thầy hay thường cho mình một cái pháp danh là mình có thể chọn một chữ nào cũng được để đặt pháp danh cho Phật tử. Và cái pháp danh đó là mình nương theo đó mình tu. Ví dụ như á, cái dòng kệ là thiệt tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng nhuận, đức phổ từ phong. Ví dụ vậy đi. Thì bây giờ cái vị nào pháp danh là chữ tâm, thì khi mình có đệ tử đó, thì mình cho đệ tử xuống một chữ sau chữ tâm là tâm nguyên. Cho nên những đệ tử của vị chữ tâm là có chữ nguyên. Rồi nguyên này có đệ tử cho xuống chữ gì? Quảng, tâm nguyên quảng. Rồi vị mà chữ quảng đó cho xuống đệ tử là chữ nhuận. Nhuận cho xuống nữa là chữ gì? Chữ đức. Tâm nguyên quảng nhuận đức. Rồi chữ đức đó cho có đệ tử cho chữ phổ. Cứ một thế hệ đệ tử là một chữ trong bài kệ đó. Thì khi mình nghe cái tên pháp danh đó, đó là mình biết. Ví dụ như ở đây có vị nào pháp danh là chữ thánh thì thánh thần, thánh A-la, thánh gì đó ha. Ủa sao tên thánh? Tại vì dòng kệ, bài kệ đó là thiệt minh thiệt pháp toàn chương, ấn chơn như thị đồng. Thì thầy của chữ thánh đó là chữ đồng. Cho nên cái là chúc thánh thọ thiên cửu. Vị thầy có pháp danh là chúc gì đó mới cho đệ tử xuống chữ thánh. Chúc thánh, rồi chữ thánh có đệ tử mới cho xuống chữ thọ. Đó, pháp danh là theo dòng kệ vậy đó. Bây giờ người ta cũng còn một ít, nhưng mà bây giờ người ta ít có cho gì nữa, ta kiếm chữ ta cho. Ví dụ hồi năm 2010 tới 2000 xin lỗi năm 2000 tới 2010 Pháp Hòa quy y cho Phật tử và chọn hai chữ thanh tịnh. Thanh tịnh là cái điều mà tất cả mình mong muốn. Cho nên Pháp Hòa xuống nam Phật tử chữ thanh, nữ Phật tử chữ tịnh. Sau 10 năm hết chữ đặt. Bây giờ nam là chữ tuệ, nữ là chữ từ. Nhưng mà Pháp Hòa đi đến chùa nào thì Pháp Hòa lấy tên của chùa đó đặt pháp danh cho đệ tử. Ví dụ Phật tử ở nguyên cái vùng Texas này là nam Quang nữ Huyền. Phật tử ở bên Michigan á là nam Thanh, nữ Thanh nam Đức. Phật tử ở vùng Regina là chữ Hải. Phật tử vùng Saskatoon là nữ nam Chánh nữ Tâm, chùa Chánh Tâm, ví dụ vậy đó. Thì ở đây pháp danh là một cái tên để cho chúng ta có, để chúng ta nhắc nhở mình. Ví dụ như Phật tử nào pháp danh là thí dụ như là Quang Thông, ý muốn nói là trí tuệ sáng suốt thông minh vậy đó. Đó là pháp danh nha. Rồi pháp tự là cái tên thêm để mà nhắc nhở, để mà kỷ niệm, không quan trọng, có cũng được, có cũng sao. Rồi đôi khi còn có thêm cái pháp hiệu nữa, giống như các thầy mỗi vị cũng ba tên vậy. Vì chữ Pháp Hòa nè, Pháp Hòa là pháp tự, không phải pháp danh. Pháp danh của Pháp Hòa là Lệ Đá.
Tại vì theo cái bài kệ nha, đạo bổ nguyên thành Phật tổ tiên, minh như hồng nhật lệ trung thiên. Thì sư ông Pháp Hòa là chữ những chữ hồng, thầy viện chủ là chữ nhật, rồi xuống Pháp Hòa là chữ lệ. Cho nên các chú đệ tử Pháp Hòa là chữ trung. Rồi nếu mà mai mốt các chú đó có đệ tử đặt chữ thiên, đó là theo cái bài kệ. Mình đọc cái, mình nghe cái tên người đó, mình có thể biết đoán được người đó thuộc bài kệ nào, dòng thiền nào. Thôi một câu hỏi nữa là mình nghỉ ha, để chiều mình nói tiếp. Đưa câu nào ngắn ngắn đi. Con xin hỏi, Nam Tông có cúng thí thực không? Câu hỏi này Phật tử nào phải biết Phật Pháp thì mới hiểu hỏi gì. Thưa đại chúng, trong Phật giáo hiện nay đó, có hai cái tông phái chính, đó là Nam Tông và Bắc Tông. Đơn giản là Nam Tông á, là đạo Phật được truyền về phía Nam. Bắc Tông là đạo Phật truyền về phía Bắc, của Ấn Độ. Các nước Nam Tông như là Thái Lan, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tích Lan, v.v. Các nước Bắc Tông là Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản. Thì ở trong các cái chùa Bắc Tông á, thì mỗi buổi chiều có một cái nghi thức cúng thí thực cô hồn. Bởi vì quan niệm của Phật giáo Bắc Tông á, là mình phải rải lòng từ bi của mình đến những loài gọi là trong cõi âm. Hiện tại mình đang thuyết pháp giảng kinh cho người sống nghe, đó là độ người dương. Nhưng mình cũng phải nghĩ tới họ, họ cũng đói khổ, cần sự khai thị của mình để cho họ siêu thoát, đừng có làm cái kiếp cô hồn nữa. Cô hồn là những hồn, những cái âm hồn mà vất vưởng. Vậy thì bên Nam Tông có cúng thí thực không? Nam Tông không có bày cái lễ cúng mỗi chiều như Bắc Tông. Nhưng mà hàng ngày chư tăng Nam Tông tụng kinh á, vẫn cầu nguyện cho âm dương. Vậy thì có cúng, nhưng mà cúng bằng cách là hồi hướng công đức tu tập trì kinh cho các loài được hưởng. Còn Bắc Tông á, thì thể hiện rõ hơn bằng cách là thể hiện bằng một miếng cơm, miếng cháo để cúng cho các loại đó. Chứ còn nếu nói cho cùng là tâm từ bi bình đẳng hết, nhưng mà hai cách. Thưa đại chúng, cúng nó cũng có nhiều cách lắm. Cúng bằng cái vật chất, nhưng mà cũng cúng bằng cái tâm. Thí dụ thôi, Pháp Hòa thấy với quý vị tới nói, dạ con xin chúc quý thầy được nhiều sức khỏe. Đó là mình cúng gì? Cúng cái tâm nguyện của mình cho thầy được khỏe. Còn ví dụ như mình nói, dạ con xin cúng bao gạo, bao đường gì đó, thì cho quý thầy hàng ngày quý thầy dùng cho khỏe. Đó cũng là cúng đó, nhưng mà thể hiện bằng vật chất cho quý thầy nuôi cái thân. Còn có nhiều Phật tử nói, con thấy thầy sống thầy làm lợi lạc nhiều người quá, thôi con xin cúng thầy 10 tuổi thọ. Thí dụ vậy, có nhiều Phật tử tới nói qua vậy đó, nói con thấy con sống con làm được gì mà thầy sống thầy làm được nhiều điều, thôi con xin cúng thầy 10 tuổi. Em chưa lấy, em để đó. Thì thôi bây giờ nói tóm lại á, hằng ngày quý vị ở nhà không có cúng cô hồn đúng không? Nhưng mà quý vị có cúng không? Có, bằng cách nè, câu cuối cùng mỗi ngày mình tụng kinh đó, phổ nguyện âm siêu dương thế. Chẳng những vậy mà quý vị đọc một lô các người mất xong, quý vị kết bằng câu cùng tất cả chư hương linh hữu danh vô vị, tức là có danh mà không có tướng, hữu vị vô danh, có những người có tướng mà không có tên. Thưa đại chúng, khi mà mình sống ở đời sống hàng ngày á, thì chúng ta có hai phần. Một á, là chúng ta sống cuộc sống hàng ngày là thuộc về cuộc sống vật chất, nhưng bên cạnh đó chúng ta không thể thiếu đời sống tinh thần. Bởi vì chúng ta có tinh thần nghĩa là chúng ta có trao dồi trí tuệ, hiểu biết, thì làm cho cuộc sống vật chất của chúng ta được trọn và có an lạc hơn. Thí dụ mình có tiền là có phước, nói theo bình thường là có phước, nhưng mình không hiểu biết cách xài tiền
không có trí tuệ, không có hiểu, không có chánh niệm để xài tiền, thì chúng ta sẽ dễ mất tiền, hao tiền, tốn tiền, phí tiền, và chúng ta có thể đến cái cơ hội là mất tiền, nghèo khổ. Vì vậy cho nên người có chánh niệm học Phật, nghĩa là mình trao dồi cái tuệ giác, cái chánh niệm, cái trí tuệ để mình biết ứng xử mọi việc. Thí dụ mình pha trà mình uống, mà nếu người mà không biết pha trà thì sao? Phí trà, pha nhiều quá, một cái bình nhỏ múc quá nhiều trà, rồi thậm chí không biết pha thì nước chưa sôi đã pha thì trà không ra, cho nên uống trà không ngon, bị hao trà và không ra nước trà, trà không ngon. Thậm chí nhiều khi nếu mình biết cách pha trà thì tự nhiên cũng một cái ly trà mà trà rất là ngon. Pháp Hòa ví dụ, trước khi mình pha, mình lấy nước sôi mình tráng cái bình, rồi mình múc trà mình để vô, xong vừa cái bình đó rồi thì mình cho nước vào, nước sôi vào rồi thì mình đậy nắp lại, mình để đó khoảng một phút, mình lắc lắc về cái mình tráng cái trà, đổ bỏ cái nước đầu đó, cho nên cái nước đầu không có đổ quá đầy, đổ vừa ngập trà thôi, để chút, để chi rửa trà. Nhưng mà khi mình rửa trà rồi, khi mình chắc ra đó thì không có chắc ra không, mà mình rót vô cái ly mình định uống đó, để chi, để cho cái nóng của cái nước sôi đó nó làm nóng cái ly trà, để khi mình châm cái bình nước trà vô cái ly đó thì cái ly đó đủ nhiệt để nó giữ trà nóng. Thí dụ cái ly này nó đang nguội như vậy mà nước trà nóng mình đổ vô thì cái men, cái lạnh của men á, nó có thể giảm cái nhiệt độ của trà, và trà chưa đủ nóng, chưa đủ ngon. Cho mình chán trà, mình chán rồi thì mình chút nó vô cái ly này, mình lắc, mình đổ cái trà đó bỏ, mình đổ nước sôi vô trở lại lần thứ nhì, mình ngâm trà đó khoảng 2 phút, 3 phút cho nó ra trà. Và sau khi trà ra rồi, mình phải chắc hết nước trà ra một cái bình thứ hai, hoặc là cái ly đó, không để nước ở trong bình trà đó. Vì sao? Vì nó ủ như vậy, nước trà ra nước đầu rất là đậm, uống đắng, chát, mất vị trà, không ngon. Và thậm chí có thể xài bình trà đó chừng 2 lần trà hết, trong cái đó bình trà đó có thể xài 10 nước, cứ mỗi lần châm xong chắc hết ra chia cho mọi người uống, rồi nước thứ nhì không bao giờ ngâm nước ấp lẫm ở trong cái bình trà đó thì trà nó không ngon. Như vậy có trà là đời sống vật chất, biết cách pha trà thì vật chất này sử dụng không phí. Mình có thân nhưng mình không biết dụng thân thì cái thân này bệnh tật và không xài được. Còn nếu mình biết dụng thân thì cái thân này làm được nhiều thiện sự. Ở trong kinh Pháp Cú có câu: ví như những cánh hoa kết lại thành tràng hoa, cũng vậy nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Ở nơi cái thân sanh tử này, thân sanh tử nghĩa là thân sống chết này nè, nếu mình biết cách thì thân này làm được nhiều việc lắm mà không có phí. Mà đại chúng, nếu mà đại chúng nhìn kỹ coi, hình như không có một món gì xung quanh mình mà không trở thành những món hữu dụng nếu chúng ta có chánh niệm. Có phải? Quý vị biết cái nhang khoanh đó, nhang tròn tròn đó, nhiều khi Phật tử Pháp Hòa thích thắp cái nhang tròn khoanh đó. Nhiều khi không có cái tro mềm mịn đó để mình thả cái đó vô thì mình để trên cát là nó tắt liền. Bởi vì cái cát nó dày, nó cứng, nó làm cho tắt cái nhang đó. Cái mỗi lần muốn để xuống cái mình biết cái bát hương này cát không để được, cái Pháp Hòa lấy cái chân nhang á, mình bẻ cong nó xuống một chút cho nó thành cái móc vậy thôi, gác cái vòng nhang khoanh nó lên thì thành ra một cái chỗ. Vậy thì cái chân nhang đó đó mình đem bỏ cũng được, nhưng nếu lúc mình cần sử dụng để trở thành một cái cây để gác cái khoanh trầm thì bẻ cái nhang đó lại, bẻ vừa thôi, bẻ mà cho nó còn dính lại, chứ bẻ cái cục cái nó gãy là không gác được. Cái chân nhang vẫn có thể thành một cái vật để gác một cây nhang.
ở trong chùa nhỏ đó, nghe không? Ai mà xả tan xin vải tan lại, một miếng hai miếng kết một cái miếng vải to thành bốn thước cắt được bộ đồ. Hồi ở Việt Nam mà nghèo là quý thầy quý sư cô trong chùa mặc đồ bộ, mặc đồ vật họ toàn bằng vải tan của những Phật tử người ta làm lễ xong ta xả tan mình xin lại. Một cái vỏ cà rốt mình bào ra, nếu mình biết làm trở thành ra những cái hữu cơ compost thì cái vỏ cà rốt đó trở thành phân bón. Tóc của mình mà không có nhuộm mà nếu mình cạo đi mình có thể cho những người bệnh ung thư. Cơ thể của chúng ta đã từng ký giấy để cho những người y học. Như vậy thì đại chúng thấy trong đời sống hàng ngày của chúng ta, cái gì chúng ta cũng có, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết dùng nó không. Nhiều khi trong nhà mình đó, có cái bột đó mà không biết làm bánh, có cái món đó mà không biết sử dụng thì nó uống đi. Mình có cái chuông thì mình sử dụng cái chuông, mỗi ngày mình thỉnh tiếng chuông lên để tiếng chuông ngân lên làm cho lòng mình lắng lại. Hồi nhỏ Việt Nam người ta hay quan niệm thắp nhang phải thỉnh 3 tiếng chuông, mà người ta quan niệm là đơn giản lắm, không phải như mình hiểu một cách rốt ráo là thỉnh chuông để lắng tâm, mà thỉnh chi biết không, để cho ở trển nghe. Thắp nhang rồi bon bon bon, ý muốn báo cho Phật biết là Phật ơi con cúng nhang nè, Phật về để Phật chứng cho con. Cho nên là có nhiều người thắp một bó cho thiệt là nhiều để chi biết không, để khói nó đủ nó xông lên tới trển, ở trển mới biết mình thắp, chứ còn thắp ít quá không đủ. Quan niệm rất là đơn giản vậy đó. Chờ đây Pháp Hòa cũng thưa đại chúng là vô minh á, nghĩa là khi chúng ta không biết sự việc thì là vô minh. Thí dụ mình biết cái việc đó là sai mà mình vẫn cố chấp, mình không muốn sửa, đây là một dạng vô minh. Mình không biết điều đó cũng là vô minh, mà biết rồi mà không sửa cũng là vô minh. Có nhiều người cố chấp, vô minh do cố chấp, vô minh do không hiểu biết, vô minh do nhầm lẫn. Vậy thì người muốn hết vô minh, mà cái gốc vô minh là gì? Từ cái chấp mà ra. Một là chấp mình, hai là chấp của mình. Cái đó gọi là chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là chấp con người mình, chấp giữa là gì, là dính. Thí dụ như tôi biết, tôi là giỏi, tôi là hay. Phong gọi ví dụ giờ nè, tôi là trụ trì, mà cái người đó vô chùa thỉnh chùa cũng hỏi tôi thì cũng giận á. Người đó không biết gì, không có biết ai là trụ trì hết. Tại đây trụ trì là cái gì? Đâu có là cái gì đâu, bất quá là giữ chùa. Nói theo sang trọng chút là ô xin. Trụ trì là giữ chùa. Nhưng mà nếu như á, mà mình chấp vào cái đó gọi là chấp ngã nè, rồi chấp những cái gì mình đề đạt ra là chấp pháp. Cho nên hàng ngày á, sở dĩ mà mình giận nhau nhiều, cãi vã nhau nhiều, nội một cái đơn giản là nội cái xếp ghế kinh thôi, xếp bộ đoàn tổ cụ thôi, mà cũng người ý chính ý, người để kiểu này người để kiểu kia, mà tôi để rồi ai lợi xê là bắt đầu phiền rồi đó. Thôi giỏi quá làm luôn đi. Mai tôi khỏi làm nữa, vân vân. Cho nên tất cả những dạng chấp đều gọi là vô minh. Bây giờ mình muốn giảm cái chấp đó, muốn giảm cái vô minh đó, chúng ta phải thường dụng trí tuệ. Mà trí tuệ này không phải là trí tuệ bình thường, mà là trí tuệ bát nhã. Bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ. Thật sự mình nói là bát nhã, trí tuệ bát nhã là mình nói dư, nói một câu gọn là bát nhã. Nhưng mà tại vì giờ nói bát nhã đâu ai biết đâu. Hỏi là bát nhã là gì? Ô tôi biết là ôm sồn bát nhã. Ôm sồn bát nhã thì tôi biết, mà bát nhã bình thường tôi không biết. Bát nhã nghĩa là trí tuệ siêu việt. Trí tuệ mà mình biết này là trí tuệ của học thức, cái đó gọi là trí thức, chứ chưa phải là trí tuệ. Cái mình học từ người khác gọi là trí thức, cái tự mình phát ra là trí tuệ.
Mà người có trí tuệ, người đó sống giảm khổ. Chưa dám nói hết khổ, nhưng mà thật sự là hết khổ. Bây giờ mình nói nhẹ nhàng thôi, nói giảm khổ. Tại sao giảm khổ? Tại vì người đó có quán chiếu. Quán chiếu. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái hoa này, cái nhà này, của cải vật chất này là gì? Vô thường tạm. Cái quán chiếu này gọi là văn tự bát nhã. Đó, hàng ngày quý vị thấy không? Sống nay chết mai. Hôm qua có một chú kể Pháp Hòa, chú nói hồi đó chú đi lính. Một cái người bạn của chú, làm chung với chú, mới vừa hỏi chú đường đi nước bước vậy đó. Vậy mà bước ra tới ngoài cửa là người đó đã bị ám sát, bị bắn chết. Mới vừa hỏi cái đường. Thì bây giờ mình thấy hàng ngày những cái thay đổi trong cuộc sống mình, cái đó gọi là gì? Đó là văn tự bát nhã. Quý vị thấy, quý vị biết hết. Chúng ta thấy, chúng ta biết hết. Nhưng chúng ta không có tư duy, không quán chiếu. Khi nào có tư duy, có quán chiếu, gọi là quán chiếu bát nhã. Bát nhã có ba loại nha. Mình thấy người ta bệnh, người ta thấy người ta chết, người thấy người ta khổ, thấy, cái đó mới văn tự à. Văn tự nghĩa là gì? Chữ nghĩa thôi, mình đọc thôi. Cũng giống như mình mở kinh ra mình đọc ào ào vậy đó, cái đó là văn tự kinh. Nhưng mà chưa có tư duy kinh. Tư duy kinh là mình suy nghĩ đạo lý. Quán chiếu bát nhã là hàng ngày mình quán soi. Rồi cuối cùng mình chứng đạt được cái thứ ba là gì? À, cứu cánh bát nhã, nghĩa là chúng ta có được một cái hiểu biết rốt ráo tột cùng. Nhờ có cái trí tuệ đó cho nên chúng ta giảm dần cái vô minh. Cho nên vô minh không phải nghĩa là vĩnh viễn là như vậy, nhưng mà chúng ta có tu là minh. Chúng ta có tu là minh. Thí dụ như chúng ta không tu là tử. Tử là chết, khổ. Nhưng mà chúng ta có tu rồi vẫn chết. Nhưng mà chết sao biết không? Không khổ vì chết. Trên cái tu và cái chưa tu nó khác chỗ đó đó. Người chưa tu sợ chết. Người tu rồi á thì không sợ chết. Tại vì sao? Tại vì chết là chết mà chết đâu có hết. Chết là đi mà đâu có biệt ly. Chết là đi mà không có biệt ly. Tại vì mình vẫn còn sống trong lòng của người đó. Vừa rồi Pháp Hòa đi một cái đám của ba em nhỏ tuổi chừng 20 đổ xuống. Ba chết, không có mẹ. Đám tang rất là đơn giản, hình như không có ai giữ hết. Thì khi mà các em quỳ cúng đó, Pháp Hòa tụng ngắn thôi, Pháp Hòa nói chuyện với mấy em. Pháp Hòa nói tới đâu nó khóc tới đó, nói tới đâu nó khóc tới đó. Pháp Hòa mới nói, ba của con không có chết. Ba của con chỉ chết cái hình hài thôi. Nhưng mà nụ cười, tình thương, lời nói, dòng máu của ba con đang ở trong ba con, trong ba đứa con. Và nếu ba đứa con thương nhau, hiểu nhau, thương nhau, giúp đỡ nhau và sống cuộc đời mình cho lành mạnh thì mình đang nuôi ba mình ở trong thân tâm của mình. Cái đó gọi là quán chiếu bát nhã, cứu cánh bát nhã. Còn mình thấy cái hiện tượng chết đó là văn tự chết, tư duy về cái chết. Ai cũng chết hết á. Cho nên á, chết không giận, không hờn, không sợ chết. Chết mỉm cười như cái chết tự nhiên. Chết là chết mà không hề sợ chết. Tại vì đâu có chết. Chết là chết mà đâu có chết. Chết là đi nhưng không có việc đi. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Và ta đang chết. Và ta cũng sẽ chết như những người đang chết. Giờ đây chúng ta ngồi đây chứ cũng có triệu người đang nằm xuống chết. Bất cứ một tích tắc. Có người sanh, có người tử. Cho nên hôm qua Pháp Hòa nói vô minh. Trong bát nhã nói không có vô minh mà không có sự diệt tận của vô minh. Nhớ không? Vô minh diệt, vô minh tận. Tại sao? Tại vì khi mình không hiểu là vô minh mà hiểu ra rồi là nó minh.
Cho nên vô minh nó cũng không có tồn tại. Hiểu ra cái mình, ví dụ như người ta nói thì mình hiểu lầm cái mình đánh ta, ta giải thích xong vậy sao không nói, nãy giờ làm tôi mệt hơi tôi chửi à. Mình ngày xưa Khổng Tử có ba người đệ tử, trong đó có Nhan Hồi. Một hôm đi thời loạn, đi lánh nạn, thì ghé vào một cái nhà đó, người ta cho đâu được một chén gạo, thì Nhan Hồi lãnh trách nhiệm nấu cơm. Thì các học trò khác đi lo kiếm việc khác, thì ngài Khổng Tử ngồi ở phòng trên đọc sách. Thì trong khi đọc sách như vậy, ngó xuống thấy Nhan Hồi lượm cơm bỏ trong miệng. Khổng Tử buồn mà không nói. Lát nữa nấu cơm xong thì Khổng Tử muốn mời mọi người ăn cơm. Thì Nhan Hồi nói dạ con xin phép, con không có dùng, vì hồi nãy cơm nó rớt dưới đất, con không dám để lại vào trong nồi, con sợ dơ cái nồi cơm. Thôi con phủi bụi, con để miệng con ăn luôn. Cho nên bây giờ con đã vô phép, con ăn trước hồi nãy rồi, vì cơm hồi nãy dính bụi. Nếu con để vào lại trong nồi cơm thì nồi cơm sẽ dơ, và thầy và các huynh đệ khác không ăn được. Cho nên con mạn phép, con xin lỗi thầy, nãy con bốc cơm dơ con ăn trước. Khổng Tử nghe xong vỗ đầu, xém một chút nữa ta đã thành kẻ hồ đồ. Tại hồi nãy ngồi dưới phòng thấy đệ tử mình bốc cơm ăn, trong lòng buồn, giận đứa đệ tử hổn dám ăn cơm trước thầy. Nhưng khi hiểu ra rồi, hiểu ra rồi mới biết rằng đệ tử mình đâu phải nó hổn đâu, mà nó chí tình chí hiếu đó chứ. Mình chưa? Mình hồi nãy vô mình. Cuộc sống của mình chuyện đó nó xảy ra lắm. Cái chuyện đó nó xảy ra lắm. Cho nên chúng ta thường hay bị phan duyên, tức là nhìn cảnh và phóng theo. Chữ phan là mình phóng theo cái cảnh duyên bên ngoài. Chính vì vậy mà mình ít khi nào sống được với chân tâm. Chữ vọng tâm là cái tâm mình suy nghĩ lung tung, vọng, hư vọng. Vọng là thẳng thẳng thật. Còn cái chân là nó, thí dụ giờ nhìn hoa này biết hoa li li màu trắng. Đấy, nhận biết vậy rồi. Bắt đầu nói li li này không đẹp bằng li kia. Vân vân, cái những cái chi tiết đó, nó làm rắc rối đó. Quý vị thấy không, nội một cái nồi cà ri mà 10 người nấu là khác mùi, khác vị, thậm chí những gia vị khác. Mà cà ri nào cũng ngon, tại sao mình phải phân biệt? Cà ri này á, không bằng cà ri hôm qua. Nói làm chi để buộc người nấu hiện tại, mà cái cà ri hôm qua không còn. Cái cà ri hôm qua không còn, cái còn hiện tại là cà ri của bây giờ. Mà không thưởng thức cái cà ri bây giờ, đem cái quá khứ ra nói để làm buồn người hiện tại. Mà nếu mà người hiện tại mà họ cố chấp, họ vô minh tiếp, họ nói vậy khỏi ăn. Họ xách nồi cà ri họ đi. Rồi coi như mất quá khứ, mất hiện tại, vô minh quá chừng. Mà bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là không khéo là mình sống kiểu này hà rầm nha. Sao ông không giống ông chồng người ta? Sao bà không giống vợ người ta? Ủa? Cái người hiện tại là vợ của ông, chồng của chị. Nếu mà anh nhận được người hiện tại thì anh đâu nói câu đó. Mà anh nói câu đó là chiến tranh nó xảy ra. Anh nói cái người kia mà người kia cũng không bao giờ là chồng là vợ của anh, mà anh chỉ làm buồn cái người hiện tại thôi. Cho nên người có trí, người có quán tư duy, có trí tuệ, có minh là sống bằng cái hiện tại đó, mà không đem cái quá khứ để mà ví dụ, không đem cái khác, mà cái khác nó không có, nó không còn. Cho nên mình không khéo là mình hàng ngày mình sống mà mình vô tình cái chuyện đó hà rầm. Cứ lấy cái nào nào đời nào ra, mà cái hiện tại mình quên lẫn.
Cho nên vô minh không có phải là cái gì mà cái nó hiện tại nó đang xảy ra trong đời sống chúng ta. Mà thưa đại chúng như nè, mỗi ngày chúng ta sống là chúng ta lúc nào cũng có cái ý thức chỉnh đốn, ngăn nắp làm mấy cái đó. Thì cuộc sống mình cũng vậy. Cái gì mình vừa khởi lên, mình nhận ra rằng mình có nên nói điều đó không? Thì sắp sửa vô minh thì minh nó có. Ở trong phẩm Phổ Môn á, có kể một cái đoạn nè: nếu người nào đi tìm châu báu rồi ghe thuyền tấp vô một cái nước quỷ la sát, nhớ không? Hắc phong, tức là ngọn gió đen, nó thổi người đó đi vào cái chỗ quỷ dạ so la sát. Thì có một ông cư sĩ ông tới ông hỏi: bạch hòa thượng, vô minh là gì? Tại sao trong phẩm Phổ Môn nói những cái đoạn đó? Thì ông hỏi xong, cái hòa thượng nói: ngu mà cũng hỏi. Trời ơi, ông giận đỏ mặt. Cái hòa thượng say, hòa thượng nói: giờ ông biết la sát ở đâu chưa? Bây giờ ông biết vô minh ở đâu chưa? Thì ông liền chắp tay nói: dạ con hiểu rồi. Cho nên vô minh diệt, vô minh tận. Không có cái vô minh mà cũng không có cái hết vô minh. Tại vì thật sự ra chẳng qua là một trạng thái thôi. Khi mình chưa hiểu là một trạng thái khổ đau, mà hiểu ra rồi là trạng thái hạnh phúc. Mà người mà nhận ra được cái đó rồi, vậy thì mình đến với đạo Phật, mình học Phật là để mình có cái nhận diện đó. Nếu mình lỡ mình phóng ra ngoài nhiều quá rồi, rồi mình nói lung tung, mình làm đủ thứ hết, mình biết rằng cái đó là mình đã đi xa quá. Cho nên quý vị nhớ, có một vị cư sĩ tới tìm một vị tổ, nói: bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con tu đạo. Hòa thượng nói: ông có thấy cây tùng trước cửa chùa không? Ông có thấy cây tùng trước cửa chùa không? Ông nói ông tu đạo, mà đạo là cái gì rất là bình thường. Ông vô đây mà ông thấy cây tùng không? Ông lo ông hỏi đạo mà ông quên cây tùng có mặt. Giống như mình vậy đó. Trời ơi, chị năm cái nhà đẹp lắm, anh bảy cái nhà giỏi lắm, mà quên ông chín nhà mình cũng đâu thua ai. Quên cây tùng đó đó. Quên cây tùng đó đó. Cho nên rồi thì hòa thượng: ông có thấy cây tùng đó không? Mà nó khổ một cái, hễ hòa thượng chỉ cây tùng cái mình dính cây tùng, cái lần sau đi ngang ngó cây tùng. Quý vị biết có một thời gian là thiên hạ đổ về cái chùa đó, là cứ nói về cái cây tùng đó, cây tùng trước cửa chùa, cây tùng trước cửa chùa. Mấy chục năm sau, người khác cũng tới tìm hòa thượng hỏi, nói: dạ bạch thầy, cây tùng đó đâu rồi thầy? Ông hòa thượng nói: chùa tôi đâu có cây tùng nào đâu. Tại vì sao? Thì hễ nói cây tùng mình bị dính cây tùng, giờ tôi tuyên bố không có cây tùng nào hết, cái mình giải tỏa liền. Tội nghiệp lắm. Cách đây mấy ngày con cô Phật tử lái xe 10 tiếng đó tới đây, mà cũng muốn chắc chắn rằng thầy Pháp Hòa có đây không. Cô gọi lên chùa, cái mấy cô nói: dạ có. Cô nói: khi nào thầy Pháp Hòa đến chị gọi cho em phải nghe tiếng thầy, thiệt sự có thầy em mới tới. Pháp Hòa vừa tới, cô Phật tử gọi phone cho cổ. Cổ nghe tiếng Pháp Hòa rồi cổ mới an tâm là cây tùng còn ở chùa. Đừng học kiểu đó nha, chết em á. Trăm người ngàn người mà chỉ muốn nghe cứu điện thoại để chắc chắn tôi đi. Quan trọng là mình hiểu được vấn đề. Cho nên thường á, quý vị hỏi một câu này, ông tổ trả lời câu khác là ông muốn chặt cái đó. Ông muốn chặt bứt cái đó đi, mình đừng có để cái đó trong lòng. Chờ chiều khi các ngài nói: ngươi từ đâu tới, chết đi về đâu? Hỏi một câu nói vậy chi biết không? Để mình bận rộn, từ đâu tới, chết về đâu, khỏi suy nghĩ chuyện khác. Thì có nhiều vị cá tổ đi ngang hỏi: ăn cơm chưa? Ý ông hỏi mình có giây phút hiện tại không? Có giây phút hiện tại không? Cho nên nhiều khi cái tâm mình nó phóng rất là nhiều, mà các tổ là muốn chặt. Tại vì sao?
Tại vì mình càng phan duyên thì mình càng, giống như trong nhà mình có 10 đồng mà mình quên trong nhà có 10 đồng, mình cứ ngó nhà hàng xóm người ta có 100 ngàn rồi chạy đua đi mua những cái món 100 ngàn mà rốt cuộc không có thẻ để cà. Rồi thôi quý quá cà đại, cuối tháng cà lâm. Mà phải chi mà mình ham cà mà cà xa cũng đỡ. Bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng, hồi nãy sơ sơ là vì ngày hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện vô minh, nhưng mà chưa nói là những cái tướng trạng của vô minh và làm sao để mình tu tập để mình hết minh. À xin lỗi, hết vô minh. Và chữ minh á, trong tiếng Hán á, nó hai cách viết. Chữ minh á, có nghĩa là sáng. Chữ minh cũng có nghĩa là tối. Hai cách nó viết nhau. Ví dụ như ta nói u minh, cõi u minh. Cõi u minh là cõi u tối không ánh sáng. Còn cái gọi là ví dụ như minh quang, minh hay gì đó, chữ minh này là ánh sáng rực rỡ. Cho nên vô minh nghĩa là người không có ánh sáng, không có trí tuệ. Bóng tối nó không có đâu hết á. Bây giờ tắt đèn là bóng tối nó tràn về. Mà bật đèn thì ánh sáng rực, mà vô minh đi đâu? Nó đâu đâu, nó biến thế. Cho cái tâm của mình là khi chưa, giống như nè, khi mê bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Tại vì sao? Tại vì tiền mà xài đúng thì tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng bởi người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Tiền nó muốn xúi mình làm bậy. Tại vì tâm mình vô minh, mình phan duyên. Có tiền rồi muốn đi chơi cờ bạc, tự nhiên tiền làm thêm tiền cũng ra, tiền làm cho nó mau hết. Thành thử đó là tại mình, tiền nó muốn xúi mình. Mà mình biết sử dụng tiền đúng thì tiền nó sanh tiền. Cũng vậy, có phước mà không có đủ tuệ giác để dụng phước thì phước bắt đầu nó mỏng, nó hao, nó tổn và cuối cùng nó mất. Chỉ vậy thôi. Cho nên ở trong Phật Pháp thì có rất nhiều. Có một vị hòa thượng tới hỏi một người bệnh, nghe thầy đó bệnh chứ hòa thượng vô thăm. Cái hòa thượng vô thăm, cái hòa thượng hỏi: ông đang bệnh hả? Thì cái người bệnh nói: dạ con đang bệnh. Thì hòa thượng hỏi tiếp: vậy có cái gì không bệnh không? Thì cái ông bệnh ông nào: ui da, cái bệnh là cái sanh diệt. Còn cái ui da là cái gì? Vì sao mình ui da? Thường thường là ai nhéo mình biết đau, mình ui da, đúng không? Thì cái chữ ui da là tôi biết tôi bệnh. Cái biết đó mới quan trọng. Cho nghèo ở đây nè, ai cũng bệnh hết đúng không? Nhưng mà đôi khi mình không biết mình bệnh. Và khi mình không biết mình bệnh cho nên không bao giờ tiếp nhận thuốc chữa. Và thậm chí ta lời nè, đừng nói bậy nghe. Còn mình biết mình bệnh, cái biết đó là mình sẽ hết bệnh. Giống như mình nói là thí dụ mình vô minh mà mình biết mình vô minh thì mình liền mình. Còn mình vô minh mà không biết mình vô minh thì mình tối tâm u minh. Cho nên trong kinh Pháp Cú không, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi trí ngu. Tại người ngu biết mình ngu là người đó học. Còn người trí mà cho mình trí là đóng cửa ông học, thì người này hết rồi. Quý vị nhớ không? Cho nên ui da, ông hòa thượng hỏi: ngươi bệnh vậy có cái gì không bệnh không? Thì cái người bệnh nằm ui da, ai nhéo ông đâu. Nhưng mà cái chữ ui da đó để nói cho hòa thượng biết rằng con biết. Cái biết của con thì chúng ta cũng thế. Chúng ta khổ, chúng ta biết mình khổ là hết khổ. Cho nên trong tứ đế, khổ đế, tập đế là nguyên nhân của khổ, diệt đế là khi mình biết khổ
có an lạc, mặc dù chưa có đường, chưa có phương pháp chữa, nhưng khỏe rồi. Tôi bệnh bây giờ bác sĩ nói tôi bệnh gì tôi biết, tôi không có còn lo. Cái trạng thái không còn lo, bớt lo là gì? Biết mình bệnh gì rồi. Cho nên các ngài có cái cách thử đó. Úi da, trong kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện khác. Có cái ông đó, ông đi chợ, ông để con ông ở nhà. Thế thì một toán cướp tàn phá cái làng đó, đốt nhà. Thì may thời đứa con nó chạy ra được. Thì trong nhà đó có một người chết, người ở chết. Thì ổng đi về, ổng thấy nhà ổng cháy và có cái xác chết cháy queo. Ông nghĩ là con ông, cho nên ông đem cái xác đó ông thiêu xong, ông lấy tro đựng trong cái hũ đó. Và tối ngày ông cứ khóc, ông kêu đây là con của tôi. Sau khi mọi việc yên ổn rồi thì đứa con trở về, nó gõ cửa, nó nói ba ơi mở cửa cho con vô. Ông mới nói mày là ai, con nhà hàng xóm mà tới chọc tao, con tao chết rồi mày đừng có tới ghẹo tao nữa. Nó nói ba con nè ba, nó nói không có ba má gì đây. Con tao nằm trong cái hũ này nè, mày không phải con tao. Kinh Bách Vụ kể câu chuyện đó. Thì Đức Phật kết luận, chúng ta ôm một cái mớ khổ đau kiến thức, mình giống như ôm mớ tro tàn mà chân lý xuất hiện vẫn không chấp nhận. Chân lý là đứa con nó về trở về đấy, vẫn từ chối đứa con, không tiếp nhận đứa con, vì nghĩ rằng con mình ở trong cái hũ. Sư ông Làng Mai á, tức là hòa thượng Thích Nhất Hạnh, ngài không cho đệ tử lập tháp của ngài. Ngài nói là khi ngài mất đi không được thiêu, rồi đem cốt để trong cái tháp. Thì hòa thượng dặn vậy nè: nếu như ai đó xây cái tháp cho thầy thì hãy để ở ngoài cái tháp đó một câu: trong này không có gì. Nếu người đó vẫn chưa hiểu, để câu thứ hai: ngoài kia cũng không có gì. Thấy thiền sư không? Trong này không có gì, ngoài kia không có gì. Nếu họ vẫn chưa hiểu nữa thì nói cho họ câu cuối cùng: bước chân an lạc, nụ cười thảnh thơi, bước đi vững chãi. Đó là thầy Nhất Hạnh. Cho nên á, ba của mình không có trong cái hũ đó. Mình có giữ cái hũ đó là để kỷ niệm theo cái thường tình của thế nhân. Đừng có nghĩ rằng mình nhốt ba trong đó. Mình để ở đâu cũng được hết, vì đó là cái tâm của mình, theo cái phong tục truyền thống. Còn mình chết rồi, cái quan trọng là sự siêu thoát của mình, chứ không phải mình ở trong cái mớ tro đó. Cho nên sư ông nói sư ông không nằm trong cái mớ tro đó. Còn nếu muốn nữa đó, bất cứ một cục gạch, cục đá nào có sẵn, hãy để một quyển sách của thầy trong đó, như là cuốn Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, để trong cái bản đó thì thầy ở trong đó. Tại vì sao? Những gì của thầy để lại mới quan trọng. Còn cái mớ tro không phải. Trong đó không có gì, ngoài kia không có gì. Cho nên mình á, coi chừng mình đang ôm một hũ tro. Hũ tro của chấp trước, của những cái gì mình cho là chân lý, mà thật sự chân lý đang có mặt, đang tới gõ cửa mình. Ví dụ như bây giờ mình lỡ mình nghe một câu nói gì đó mình dính mắt, bây giờ người ta giải thích cỡ nào cũng không chịu nghe, thì tự mình làm khổ thôi. Mình không hiểu, ta nói cho mình hiểu mà vẫn cố tình không hiểu thì mình làm khổ mình. Cho nên mình phải có cái trí tuệ bát nhã. Cho nên Đức Văn Thù cầm cái cây kiếm, có vị nói sao Bồ Tát dữ quá, Bồ Tát nào cũng cởi mấy con khủng hoảng không, Văn Thù cởi sư tử, Phổ Hiền cởi voi, Quan Âm cởi con cá, Địa Tạng cởi con đế thính. Trên tay Văn Thù cầm kiếm, Địa Tạng cầm cây sắt. Giờ mình nhìn cây đó mình tưởng Thiếu Lâm Tự, đánh bụp bụp đập cái bóp, nằm dài đó, thiện tai thiện tai. Rồi thưa đại chúng là
Những con thú mà các vị Bồ Tát cởi đó là biểu tượng cho sự sức mạnh, dũng mãnh, có thể lướt tất cả những khó khăn. Và cái cây kiếm mà Đức Văn Thù cầm là tượng trưng cho trí tuệ, có khả năng chặt mọi phiền não. Ở bên Đài Loan á, ở Cao Hùng á, Phật Quang Sơn á, trước cửa của, trước cái cửa chính của kỷ niệm Phật Đà có để hai con thú, một bên là con voi, một bên là con sư tử, để biểu tượng cho hai con vật của Đại Thừa chuyển dẫm đạp tất cả mọi cái thấp bé, để tượng trưng cho gì? Gọi là mình dẫm mạnh lướt mọi khó khăn, và còn tượng trưng cho trí tuệ và hạnh nguyện. Bởi vì Văn Thù cởi voi, cởi sư tử là tượng trưng cho trí tuệ, Đức Phổ Hiền cởi con voi là tượng trưng cho hạnh nguyện. Mà trên con voi có 6 cái ngà, tượng trưng cho lục độ vạn hạnh. Cho nên rồi hai con thú đó tượng trưng cho hạnh nguyện, trí tuệ, tượng trưng cho Đại Thừa chuyển. Đi đến đâu thì các thú nhỏ phải khiếp vía hết, trí tuệ đến đâu thì vô minh phải sợ. Cho nên người có trí thì họ sống vững chãi, họ không sợ, tại vì họ biết. Thí dụ bây giờ quý vị đi ở trong cái chùa đây, tối không có sợ, tại sao? Có ai nói cọp tới kìa, tôi chỉ sợ cọp cái thôi. Còn tôi biết ở đây đâu có rừng gì, đâu có cọp. Thành thử mình biết rằng ở đây không có thú dữ, cho nên đi không sợ sợ. Nhưng mà coi chừng rắn. Ví dụ vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa nói xong cái phần đó rồi, giờ mình có thời giờ để vài câu hỏi ha, cho quý vị ở xa đây. Con biết đạo Phật y phục có 3 màu, vàng, nâu, lam, ngoài ra có màu đen không? Nếu có thì ý nghĩa gì? Trong Phật giáo thì không có dùng màu đen, mình dùng màu nâu, màu vàng, màu lam. Mà thật sự ra nâu với lam này là cũng sau này, chứ còn chính thức thời Phật chỉ có màu vàng thôi. Bởi vì sao xài màu vàng? Bởi vì màu vàng á, là tượng trưng cho đất, mà đất á, là tượng trưng cho nhẫn nhục, chịu đựng. Mình lấy nước sạch mình đổ xuống đất, mình lấy nước dơ mình đổ xuống đất, đất vẫn tiếp nhận. Người tu ta cũng thế, phải tiếp nhận khen chê như là đất tiếp nhận nước dơ sạch. Nhưng mà tiếp nhận vẫn có thể tiêu dung, nghĩa là đất bốc hơi thành mây. Mình tiếp nhận những lời khen chê đó nhưng không giữ trong lòng, chuyển hóa nó thành ra những đề mục để tu, như là nước, đất hấp thụ nước rồi bốc hơi. Còn sau này á, Phật giáo lan ra đến các nước Á Đông như là Trung Hoa, Việt Nam thì chúng ta thêm những màu nữa, như là màu nâu, màu lam, nó cũng là từ màu vàng đó ra. Bởi vì nâu là tượng trưng cho đất, mà đất già. Còn lam là đất gì? Đất sét, đất non. Đấy, cư sĩ Phật tử mặc áo lam tượng trưng cho sự nhẫn nhục, nhưng mà còn ở trong cái bước thấp. Màu lam còn tượng trưng cho màu khói. Màu khói nhìn khói nhẹ nhàng bay lên. Cho Phật tử thắp nhang cúng Phật tượng trưng cho dân, cho Phật cái hương thơm, tượng trưng cho học hạnh, học cái giới để có cái hương đức hạnh. Nhưng mà nhìn cái hương cũng quán chiếu, nhẹ nhàng thì bay lên, nặng nề thì rớt xuống. Màu nâu cũng là màu đất, mà đất già nghĩa là sự tu tập mình già dặn. Còn màu đen là cái màu như là mình hợp mấy cái màu khác lại. Gia đình thân nhân bên Việt Nam nghèo, mình giúp họ như vậy có được coi là phước không? Em cũng nghèo lắm nè. Thật sự thưa đại chúng,
Mình đừng có nghĩ mình cho người dưng mới có phước. Mình cho ai mình cũng có phước hết á, nhưng mà với điều kiện là mình cho bằng cái tâm hoan hỷ thì phước mới có. Còn ví dụ như mình dở vậy là thân, nói dở vậy cho nó đi, trời ơi thiệt thứ gì báo không. Mà hãy xây qua đây cái gặp người nghèo, ô mô Phật, bác lấy này xài đỡ nghe. Ủa vậy cái người kia không phải người chúng sanh sao? Cho nên đừng có nghĩ rằng mình cho người thân mới là không có phước. Bất cứ ai mình giúp đỡ, họ cần sự giúp đỡ của mình đúng, sao có phước nè. Có nhiều Phật có dạy trong kinh nha, có nhiều khi á, cho nhiều mà phước ít, có nhiều khi cho ít mà phước nhiều, có nhiều khi cho nhiều phước nhiều, có nhiều khi cho ít phước ít. Ồ, ông Phật mình cũng hay dữ, cái gì ngài cũng nói hết trơn. Nếu mình cho nhiều mà mình cho không có hiểu biết thì có phải mình cho nhiều mà phước ít không? Thí dụ giờ con của mình nè, nó mới có 10 tuổi à, mà tuần nào đi học cũng dí cho nó 100, phải mình dạy hư nó không? Đó, đó cho nhiều mà phước ít. Mai mốt nó thành ra cái đứa tham, hoặc là đứa xài tiền không có biết. Còn mình cho nhiều phước nhiều là sao? Cho của mà cho luôn bằng tấm lòng, bằng với cái phước, bằng với cái của đó. Còn cho ít phước ít là đã cho ít mà còn nói nhiều nữa. Muốn phô trương đủ kiểu đó. Cũng vừa mình nói, ví dụ mình cho cái hội từ thiện đó 10 đồng mà 20 năm trước á, 20 năm sau tới tới hội từ thiện đó, tôi muốn coi cuốn sổ trước coi còn tin tôi không. Cái đó không có gì tội nha. Nhưng mà ở đây Phật ví dụ cho nhiều phước nhiều, cho ít phước ít là cái kiểu mình cho mà cái tâm mình. Trong kinh Dược Sư nói có nhiều khi cho người ta tới xin chứ không muốn cho, mà giờ cực chẳng đã thôi cho 10 đồng. Cho xong cái hối hận, trời biết dè vậy cho 5 đồng thôi. Nó đi xin được nhiều quá, cho nó chi nhiều. Cái phước cũng có nha, thưa đại chúng, phước có. Nhưng mà hưởng cách nào biết không? Đời sau có phước có của mà không dám hưởng. Chẳng hạn như người ta cho cái bánh thiệt là ngon, rất là ngon, cất trong tủ, mai mốt cứng ngắc, móc meo lên hết, bắt đầu đem ra ngồi dạt cái móc ăn mấy cái bánh còn lại đó. Có không? Ta cho đồ ngon không ăn đâu, cất không à, lâu lâu mới đem ra mót. Thì Phật nói có phước nhưng mà không có dám hưởng, là tại cho xong rồi tiếc. Cho nhiều phước nhiều, chết phước ít. Mình cho người thân cũng là phước, nhưng biết cho làm sao, họ cần như thế nào mình cho. Pháp Hòa kể một cái ví dụ, thì Pháp Hòa có giúp cho một em, cho nó học đàng hoàng rồi, có công ăn việc làm rồi, cái cuối cùng cái nó dở cho Hòa cái thơ tiếp, nó thầy ơi, thầy cho con chiếc không đa, tại con đi làm trễ hoài, giờ thầy cho con chiếc không đa để con đi làm đúng giờ. Pháp Hòa không trả lời, viết 5 lần 7 lượt bắt đầu Pháp Hòa trả lời. Khi thầy giúp cho con có học hành, có nghề ngỗng là để con tự nuôi con. Bây giờ con đã có việc rồi thì cái việc con giữ được việc của con hay không, đó là trách nhiệm của con. Nếu con không có xe đi thì con còn tranh thủ đi cho đúng giờ. Chắc rằng con có chiếc xe rồi, con không ỷ lại vào chiếc xe rồi con đi đúng giờ không, hay là con còn trễ hơn nữa. Biết đâu chừng con ỷ có chiếc xe rồi con trễ, rồi tới hồi con gấp quá con đi nhanh, con có thể gây tai nạn cho mình và cho người. Cho nên con buồn thầy, thầy chịu, nhưng mà xin lỗi, thầy không có đem tiền của chùa, của Phật tử cúng cho thầy, thầy cho con chiếc xe Honda đó. Cái đó mình giúp cho nó có công ăn việc làm, học hành rồi. Bây giờ có cái job là mình phải tranh thủ mình đi làm, đó là chuyện của mình, chứ tại sao ỷ vào chiếc xe và nghĩ rằng thầy giúp cho mình học hành rồi giờ xin thêm chiếc xe để đi cho đúng giờ. Không có chuyện đó. Ở đây Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Phật dạy ha, cho ít phước ít, cho nhiều phước nhiều. Có khi cho nhiều mà phước ít, có khi cho ít nhưng mà phước nhiều. Như trường hợp
Có một đứa nhỏ đó, nó đi ngang một cái quán sữa, nó ăn cắp một cái ly sữa nó uống. Thì cái ông chủ bán sữa tán ông bạc tai, ly sữa văng xuống đất. Nó đói quá, nó đứng dậy, nó bày tỏ cái đói của nó. Thì cái ông khác nó đi tới, ông trả tiền cho đứa nhỏ uống sữa. 10 năm sau, cái ông già cho sữa đó, ông bệnh, ông nằm bệnh viện á, ông đang lo rầu cái bill mà sắp sửa chữa bệnh đây, thì có một bác sĩ xuất hiện. Thưa ông, cái bill mấy trăm ngàn tiền chữa bệnh của ông đã được trả bằng một ly sữa cách đây 10 năm trước. Cái trường hợp đó gọi là gì? Cho ít phước nhiều. Có một cái em đó, nó đi học dược, mà nó chỉ cần có một lần thi nữa thôi mà nó không đủ tiền, chỉ cần có 300 đồng nữa. Có quà cho nó 300 đồng, nó giờ nó làm dược sĩ. Vậy thì mình thấy là mình cho ít mà phước rất nhiều. Giờ còn giờ không? Mong nói hết. Con có bà chị không thích niệm Phật mà chỉ thích nói phone. Giống mi á. Ngày nào bà ấy cũng gọi phone cho hết người này đến người kia để tám. Con khuyên chị ấy để thời gian niệm Phật tốt hơn thì chị ấy nói là tao chưa tu được. Mong thầy cho lời khuyên trong trường hợp này. Thôi bây giờ Pháp Hòa cũng nói với cô hỏi này nè, tao chưa làm được. Tao còn nói phôn dữ lắm. Tại sao người Việt mình kêu tám? Tại vì mình bắt chước người Tàu. Người Quảng á, người nào mà nói nhiều là kêu bạc phò. Bạc là tám á, bạc phò đó. Rồi mình mới dịch lại chữ bạc phò là bà tám. Chứ tiếng Việt là chữ bà tám nó không có nghĩa gì hết á. Nói vậy bà ai thứ tám ta buồn. Thưa đại chúng vậy nè, mỗi người mỗi nghiệp. Bây giờ á, nếu như mình khuyên chị niệm Phật không được á, mình vẫn nương cái chuyện nói phone của chị mà mình nói cách khác. Chị ơi, bây giờ á, em thấy chị nói phone với bạn. Thôi thì chị nói làm sao mà chị nhắc nhở mọi người, người ta hướng tâm thiện được. Cũng là cách nói phone. Thành ra nói phone cũng chưa chắc là không tốt, nhưng mà quan trọng là biết cách nói phone. Trước khi chị bắt phone, chị đọc kinh nha. Kinh nói phone. Quý vị biết kinh nói phone không? Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Nếu mình từ bi nữa đó, viết cái bài kệ đó ra, dán ngay cái phone. Và tất cả chúng ta cũng có thể làm điều đó. Ghi cái bài kệ nói phone đó, tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Thậm chí mình sang một băng giảng cho người ta, mình cũng để ngay cái chỗ mình thâu băng giảng hai câu: nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Tại vì người ta thích nói phone, mà mình biểu người ta nói pháp khác ta đâu có chịu. Bây giờ mình vận dụng cái pháp nói phone của người ta. Cái này gọi là gì? À, nhân sự tùng sự. Nhân việc đó, tôi tùy theo cái đó tôi nói. Hồi nãy có một Phật tử quy y có pháp danh là Thuận Từ. Thuận Từ là gì? Là mình có lòng từ bi thì tùy thuận chúng sanh mà độ họ. Mình tùy thuận họ. Có cái câu chuyện là có thiệt à.
có hai ông bà đó đến thăm một vị hòa thượng ở ngoài Huế. Mới nói bạch hòa thượng, hai vợ chồng con bây giờ ăn chay rồi, rồi sắm sửa chúng con làm cái thất nhỏ nhỏ, hai ông bà tịnh tu, xin hòa thượng cho con cái tên để con đặt cho cái thất nhà con. Cái hòa thượng đặt là thất học trai. Học trai nghĩa là mình học trai giới. Cái bữa đó thỉnh hòa thượng tới để làm cái lễ an vị Phật, sái tịnh cái thất vậy đó. Cái quý thầy mới bạch Ôn, sao mà Ôn đặt cho cái thất này tên là thất học trai? Ôn cười, ông nói ta biệt chi mô, bữa nợ hạng tợi, thằng xin kẹp tên ta thầy hai tên ni còn tộc, ta đặt học trai là hai trọc. Hai trọc á, hai cái đầu trọc là học trai. À, hai trọc là học trai. Giống như ngày hôm qua mà các ông đóng tụng vậy đó, Đông Bô ngàn trên trôi, đôi ba ông ngồi trên tre. Cũng giống như là cái ông đó, ông đi tụng kinh mà đệ tử sách lộn quyển lịch vậy đó. Giờ vô đó rồi ông biết gì đóng tụng, ông cứ tụng đại thôi, Nam Mô Tháng Giêng Phật, Nam Mô Tháng Hai Phật, Nam Mô Tháng Ba Phật. Mà ông tụng xong cái ông thấy trên cái bàn có mấy cái bánh ít á, cái ông đưa cho cái đứa đệ tử nó cầm. Cái nó cầm xong cái nó đi rồi. Nó đi cái ông lá ông tụng xong tới tháng 12 rồi, tới tháng Chạp Phật rồi. Ông xây qua ông gặp bà thí chủ, ông hỏi ủa đệ tử tôi đi đâu rồi? Ông nói dạ bạch hòa thượng nó đi hồi tháng 8. Ông thầy ông tùy thuận. Thì hồi đó mình tụng kinh á, mỗi lần mình tụng kinh cúng linh á, mình hay tụng chữ Hán, ta đâu có hiểu đâu. Trai chủ tụ vì bình thân giai quy. Nó cứ ngồi trơ ra đó. Rồi bây giờ ông thầy tức quá. Trai chủ tới đây. Chắp tay lại. Rồi đi chắp tay. Lại xong rồi đứng yên một chỗ. Con bữa nọ cái ổng tụng bằng tiếng Hán phải không? Tới gấp cơm á mà. Trai chủ thành tâm khải phạn hiến cung. Nó nằm yên nó đâu có biết khải phạn là gì. Con bà kia bữa nay lấy cơm gấp cho má con. Nó đứng dậy nó bưng nguyên tàu hũ đút vô cái xác chết. Tại vì bà không có nói rõ. Xới cơm cúng nó tưởng đâu cầm miếng thức ăn lỡ đút ngay quan tài. Bữa đó cái cô đó cổ làm đồ cúng, cổ mới quấn mấy cái con tôm á, cổ quấn xong cái cổ cắt nhỏ nhỏ kêu nó gấp, cho nó gấp cái đuôi con tôm để lên cái chén, mà cái chén đôn côn nó đầy quá thì để lên cái lay lay cho nó rớt. Cái bà phật tử, cái thằng bất hiếu nó gấp cho má nó cái đuôi tôm. Má nó ăn bị sạc. Nhân sự tùng sự nha. Ông thầy ông đang cúng sao, đọc tên cúng sao, rồi ông làm rớt cái gì, ông cầm cái bào với Phật tử. Thầy ơi có sao? Không có sao, thầy đang cúng sao. Nhân sự tùng sự. Con có cha mẹ mất lâu năm và hài cốt hiện đang ở chùa bên Việt Nam. Bây giờ con muốn về bên đó nhờ thầy làm lễ trong chùa, xong rồi tự con đem tro cốt ra biển rải có được không? Dạ được. Nhưng mà quan trọng là hỏi hai ông bà có chịu không? Hỏi em nói được rồi, hai ông bà kiếm em không chịu à? Thật ra đó quý vị biết không, rải biển cũng là một cách. Cái đó gọi là thủy tán.
khi mình chết á, cái xác thân của mình nó thành tro bụi rồi thì có mấy cách để mình giải quyết. Thật sự nói cho cùng là cái thân này nè, khi mình chết rồi là kêu là cái xác hôi. Bây giờ làm sao để như vậy được, nó hôi lắm, phải giải quyết. Thì bây giờ người xưa giải quyết bằng cách nào? Một là chôn, là thổ tán. Hai là thiêu, gọi là hỏa tán. Bỏ xuống sông gọi là thủy tán. Ở Tây Tạng không có đất chôn, chặt từng khúc cho chim ăn, gọi là điểu tán. Rồi có những nơi người ta quấn giải, ta dục đại trong rừng, gọi là thi lâm tán. Thi lâm tán nghĩa là để trong rừng, quấn giải để trong rừng. Thì hồi xưa các thầy mà tu khổ hạnh á, các vị tu khổ hạnh kêu là A Lan Nhã đó, thì người nào mà tu khổ hạnh là có 13 cái cách để mà tu khổ hạnh. Thì trong đó có một cái khổ hạnh gọi là mặc y áo quấn xác chết đó. Tức là vô trong rừng á, thấy mấy cái xác chết mà người ta quấn vải lâu ngày nó mục á, vải nó còn đó, lượm tấm vải đó lên. Rồi cái căng tấm vải đó ra mà thấy tấm vải đó còn lành lặn khúc nào thì về cắt gọt lại cái chỗ đó, giặt sạch rồi mai thành cái y đó. Và cái y đó gọi là y bá nạp. Bá là ăn trăm, nạp là kết nạp lại. Rồi có cái cô đó cũng nói, bữa nay con đi chùa con gặp toàn là hòa thượng lớn không à. Hỏi tại sao cô biết hòa thượng nó lớn? Tại hòa thượng nào cũng mặc y bá láp hết. Cổ muốn sổ tiếng Hán y bá nạp đó, mà cổ quên cổ nói y bá láp. Cho con xin hỏi về đồ ăn sau khi cúng cô hồn. Một, quý ni sư có ăn đồ ăn này không? Cái đó phải hỏi quý ni sư. Người có mang nên ăn đồ ăn này không? Có mang là gì? Và Phật tử ăn đồ ăn này có lợi hại gì? Dạ, lợi nhiều hơn hại. Tất cả đồ cúng không luận là cúng linh, cúng cô hồn, mình ăn được hết, không có cử gì hết. Đừng có nghe người ta nói thọ giới này không được ăn, thọ giới kia không được ăn. Rồi bây giờ ta cúng mà không tâm nói gì hết, mình ăn nữa cũng khen ngon như thường vậy. Tự nhiên ta nói đồ cúng khen không ăn. Hỏi tại sao không ăn? Nó ăn sợ hết thông minh. Bình thường không ăn, thấy có nhớ câu nào đâu. Soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc, thôi nín đi mà học. Di Đà kinh một quyển, mới học được có mấy trang, biển Phật rộng mênh mang, cố công thì cũng tới. Cái quan trọng là mình cố gắng mình học, chứ không phải ăn cái đó rồi không nhớ. Hồi nhỏ mình đi học, mình làm biến học, lấy lá thuộc bài ép đầy tập đó, cũng có thuộc khỉ gì đâu. Những cái đó đó là tà kiến, đừng có nghe mấy cái đó. Phật tử là không có được nói mấy cái đó. Có ăn là mừng rồi, ở đó đồ cúng chứ không cúng. Vậy mà mỗi lần đem đồ ăn lên, dạ con xin cúng thầy. Có cái cô kia cũng nói, dạ con xin cúng giường thầy. Tôi nói, dạ thôi thầy có giường rồi. Có một Phật tử đứng lên nói, dạ bạch hòa thượng, hôm nay con xin hát một bài cúng giường cho hòa thượng. Hòa thượng, ui, hát nghe chơi chứ ăn được gì đâu cúng. Bây giờ đại chúng nhớ là mình không có cái quan niệm đó. Cái gì mình cúng mình cho được quyền dùng. Ví dụ như giờ mình kính quý hòa thượng thì thường mình nấu xong thì mình hay vuốt lại một phần để cúng dường các bậc tôn đức.
còn mình là tất cả chúng trong chùa. Cứ dụ bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, mỗi một lần trong chùa mà nấu ra là bút quá trời mâm cúng. Rồi bây giờ cứ nói mâm đó không ăn, rồi bây giờ ai ăn? Tỳ kheo ni không ăn, sa di, sa di ni, thức so không ăn, năm chúng đó không ăn, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tôi Bồ Tát giới không ăn, có tôi sợ khùng điên ngu gì không ăn. Rốt cuộc rồi á thì đem cái đó đem đổ thùng rác. Vậy thì mình đúng hay mình sai? Đừng có quan niệm cái đó, đó là một tà kiến, không nên có. Có ăn là mừng rồi. Có nhiều người nói ăn cái đó rồi gì si khờ. Pháp Hòa ăn từ nhỏ tới lớn nè. Muốn khờ cỡ Pháp Hòa không? Sau khi nhận 10 điều thập thiện, con có được pháp tự, cho con hỏi ý nghĩa pháp tự là gì? Thưa đại chúng, thật sự ra mỗi người chúng ta có một cái pháp danh là chính. Và nói pháp danh, pháp danh là gì? Pháp danh nghĩa là cái tên trong đạo, mà thường là các vị thường cho cái pháp danh theo cái dòng kệ của mỗi cái dòng thiền. Nhưng mà mình cho các vị cư sĩ theo đó một lát rồi thì hết chữ để cho. Cho nên sau này á, các thầy hay thường cho mình một cái pháp danh là mình có thể chọn một chữ nào cũng được để đặt pháp danh cho Phật tử. Và cái pháp danh đó là mình nương theo đó mình tu. Ví dụ như á, cái dòng kệ là thiệt tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng nhuận, đức phổ từ phong. Ví dụ vậy đi. Thì bây giờ cái vị nào pháp danh là chữ tâm, thì khi mình có đệ tử đó, thì mình cho đệ tử xuống một chữ sau chữ tâm là tâm nguyên. Cho nên những đệ tử của vị chữ tâm là có chữ nguyên. Rồi nguyên này có đệ tử cho xuống chữ gì? Quảng, tâm nguyên quảng. Rồi vị mà chữ quảng đó cho xuống đệ tử là chữ nhuận. Nhuận cho xuống nữa là chữ gì? Chữ đức. Tâm nguyên quảng nhuận đức. Rồi chữ đức đó cho có đệ tử cho chữ phổ. Cứ một thế hệ đệ tử là một chữ trong bài kệ đó. Thì khi mình nghe cái tên pháp danh đó, đó là mình biết. Ví dụ như ở đây có vị nào pháp danh là chữ thánh thì thánh thần, thánh A-la, thánh gì đó ha. Ủa sao tên thánh? Tại vì dòng kệ, bài kệ đó là thiệt minh thiệt pháp toàn chương, ấn chơn như thị đồng. Thì thầy của chữ thánh đó là chữ đồng, cho nên kế là chúc thánh thọ thiên cửu. Vị thầy có pháp danh là chúc gì đó mới cho đệ tử xuống chữ thánh. Chúc thánh, rồi chữ thánh có đệ tử mới cho xuống chữ thọ. Đó, pháp danh là theo dòng kệ vậy đó. Bây giờ người ta cũng còn một ít, nhưng mà bây giờ người ta ít có cho gì nữa, ta kiếm chữ ta cho. Ví dụ hồi năm 2010 tới 2000 xin lỗi, năm 2000 tới 2010 Pháp Hòa quy y cho Phật tử và chọn hai chữ thanh tịnh. Thanh tịnh là cái điều mà tất cả mình mong muốn. Cho nên Pháp Hòa xuống nam Phật tử chữ thanh, nữ Phật tử chữ tịnh. Sau 10 năm hết chữ đặt. Bây giờ nam là chữ tuệ, nữ là chữ từ. Nhưng mà Pháp Hòa đi đến chùa nào thì Pháp Hòa lấy tên của chùa đó đặt pháp danh cho đệ tử. Ví dụ Phật tử ở nguyên cái vùng Texas này là nam Quang nữ Huyền. Phật tử ở bên Michigan á là nam thanh nam nữ thanh nam đức. Phật tử ở vùng Regina là chữ hải. Phật tử vùng Saskatoon là nữ nam chánh nữ tâm, chùa chánh tâm, ví dụ vậy đó. Thì ở đây pháp danh
là một cái tên để cho chúng ta có, để chúng ta nhắc nhở mình. Ví dụ như Phật tử nào pháp danh là thí dụ như là Quang Thông, ý muốn nói là trí tuệ sáng suốt thông minh vậy đó. Đó là pháp danh nha. Rồi pháp tự là cái tên thêm để mà nhắc nhở, để mà kỷ niệm, không quan trọng, có cũng được, có cũng sao. Rồi đôi khi còn có thêm cái pháp hiệu nữa, giống như các thầy mỗi nghị cũng ba tên vậy. Như chữ Pháp Hòa nè, Pháp Hòa là pháp tự, không phải pháp danh. Pháp danh của Pháp Hòa là Lệ Đá. Tại vì theo cái bài kệ nha, đạo bổ nguyên thành Phật tổ tiên, minh như hồng nhật lệ trung thiên. Thì sư ông Pháp Hòa là chữ hồng, thầy viện chủ là chữ nhật, rồi xuống Pháp Hòa là chữ lệ. Cho nên các chú đệ tử Pháp Hòa là chữ trung. Rồi nếu mà mai mốt các chú đó có đệ tử đặt chữ thiên, đó là theo cái bài kệ. Mình đọc cái, mình nghe cái tên người đó, mình có thể biết đoán được người đó thuộc bài kệ nào, dòng thiền nào. Thôi một câu hỏi nữa là mình nghỉ ha, để chiều mình nói tiếp. Đưa câu nào ngắn ngắn đi. Con xin hỏi Nam Tông có cúng thí thực không? Câu hỏi này Phật tử nào phải biết Phật pháp thì mới hiểu hỏi gì. Thưa đại chúng, trong Phật giáo hiện nay đó có hai cái tông phái chính, đó là Nam Tông và Bắc Tông. Đơn giản là Nam Tông á, là đạo Phật được truyền về phía Nam. Bắc Tông là đạo Phật truyền về phía Bắc, của Ấn Độ. Các nước Nam Tông như là Thái Lan, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tích Lan, vân vân. Các nước Bắc Tông là Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản. Thì ở trong các cái chùa Bắc Tông á, thì mỗi buổi chiều có một cái nghi thức cúng thí thực cô hồn. Bởi vì quan niệm của Phật giáo Bắc Tông á, là mình phải rải lòng từ bi của mình đến những loài gọi là trong cõi âm. Hiện tại mình đang thuyết pháp giảng kinh cho người sống nghe, đó là độ người dương. Nhưng mình cũng phải nghĩ tới họ, họ cũng đói khổ, cần sự khai thị của mình để cho họ siêu thoát, đừng có làm cái kiếp cô hồn nữa. Cô hồn là những hồn, những cái âm hồn mà vất vưởng. Vậy thì bên Nam Tông có cúng thí thực không? Nam Tông không có bày cái lễ cúng mỗi chiều như Bắc Tông, nhưng mà hàng ngày chư tăng Nam Tông tụng kinh á, vẫn cầu nguyện cho âm dương. Vậy thì có cúng, nhưng mà cúng bằng cách là hồi hướng công đức tu tập trì kinh cho các loài được hưởng. Còn Bắc Tông á, thì thể hiện rõ hơn bằng cách là thể hiện bằng một miếng cơm, miếng cháo để cúng cho các loài đó. Chứ còn nếu nói cho cùng là tâm từ bi bình đẳng hết, nhưng mà hai cách. Thưa đại chúng, cúng nó cũng có nhiều cách lắm. Cúng bằng cái vật chất, nhưng mà cũng cúng bằng cái tâm. Thí dụ thôi, Pháp Hòa thấy với quý vị tới nói, dạ con xin chúc quý thầy được nhiều sức khỏe. Đó là mình cúng gì? Cúng cái tâm nguyện của mình cho thầy được khỏe. Còn ví dụ như mình nói, dạ con xin cúng bao gạo, bao đường gì đó, thì cho quý thầy hàng ngày quý thầy dùng cho khỏe. Đó cũng là cúng đó, nhưng mà thể hiện bằng vật chất cho quý thầy nuôi cái thân. Còn có nhiều Phật tử nói, con thấy thầy sống thầy làm lợi lạc nhiều người quá, thôi con xin cúng thầy 10 tuổi thọ. Thí dụ vậy, có nhiều Phật tử tới nói qua vậy đó. Nói con thấy con sống con làm được gì mà thầy sống thầy làm được nhiều điều, thôi con xin cúng thầy 10 tuổi. Em chưa lấy, em để đó. Thì thôi bây giờ nói tóm lại á, hằng ngày quý vị ở nhà không có cúng cô hồn đúng không? Nhưng mà quý vị có cúng không? Có, bằng cách nè, câu cuối cùng mỗi ngày mình tụng kinh đó, phổ nguyện âm siêu dương thế. Chẳng những vậy mà quý vị đọc một lô các người mất xong, quý vị kết bằng câu cùng tất cả chư hương linh hữu danh vô vị, tức là có danh mà không có tướng, hữu vị vô danh, có những người có tướng mà
không có tên. Thưa đại chúng, khi mà mình sống ở đời sống hàng ngày á, thì chúng ta có hai phần. Một á, là chúng ta sống cuộc sống hàng ngày là thuộc về cuộc sống vật chất. Nhưng bên cạnh đó chúng ta không thể thiếu đời sống tinh thần. Bởi vì chúng ta có tinh thần nghĩa là chúng ta có trao dồi trí tuệ, hiểu biết, thì làm cho cuộc sống vật chất của chúng ta được trọn và có an lạc hơn. Thí dụ mình có tiền là có phước, nói theo bình thường là có phước, nhưng mình không hiểu biết cách xài tiền, không có trí tuệ, không có hiểu, không có chánh niệm để xài tiền, thì chúng ta sẽ dễ mất tiền, hao tiền, tốn tiền, phí tiền, và chúng ta có thể đến cái cơ hội là mất tiền, nghèo khổ. Vì vậy cho nên người có chánh niệm học Phật, nghĩa là mình trao dồi cái tuệ giác, cái chánh niệm, cái trí tuệ để mình biết ứng xử mọi việc. Thí dụ mình pha trà mình uống, mà nếu người mà không biết pha trà thì sao? Phí trà, pha nhiều quá, một cái bình nhỏ múc quá nhiều trà. Rồi thậm chí không biết pha thì nước chưa sôi đã pha thì trà không ra, cho nên uống trà không ngon, bị hao trà và không ra nước trà, trà không ngon. Thậm chí nhiều khi nếu mình biết cách pha trà thì tự nhiên cũng một cái ly trà mà trà rất là ngon. Phá vào ví dụ, trước khi mình pha, mình lấy nước sôi mình tráng cái bình, rồi mình múc trà mình để vô, xong vừa cái bình đó rồi thì mình cho nước vào, nước sôi vào rồi thì mình đậy nắp lại, mình để đó khoảng một phút, mình lắc lắc về cái mình tráng cái trà, đổ bỏ cái nước đầu đó. Cho nên cái nước đầu không có đổ quá đầy, đổ vừa ngập trà thôi, để chút, để chi? Rửa trà. Nhưng mà khi mình rửa trà rồi, khi mình chắc ra đó, thì không có chắc ra không, mà mình rót vô cái ly mình định uống đó, để chi? Để cho cái nóng của cái nước sôi đó, nó làm nóng cái ly trà. Để khi mình châm cái bình nước trà vô cái ly đó, thì cái ly đó đủ nhiệt để nó giữ trà nóng. Thí dụ cái ly này nó đang nguội như vậy, mà nước trà nóng mình đổ vô thì cái men, cái lạnh của men á, nó có thể giảm cái nhiệt độ của trà, và trà chưa đủ nóng, chưa đủ ngon. Cho mình chán trà, mình tráng rồi thì mình chút nó vô cái ly này, mình lắc, mình đổ cái trà đã bỏ, mình đổ nước sôi vô trở lại lần thứ nhì, mình ngâm trà đó khoảng 2 phút, 3 phút cho nó ra trà. Và sau khi trà ra rồi, mình phải chắc hết nước trà ra một cái bình thứ hai, hoặc là cái ly đó, không để nước ở trong bình trà đó. Vì sao? Vì nó ủ như vậy, nước trà ra nước đầu rất là đậm, uống đắng, chát, mất vị trà, không ngon. Và thậm chí có thể xài bình trà đó chừng 2 lần trà hết, trong cái đó bình trà đó có thể xài 10 nước, cứ mỗi lần châm xong chắc hết ra chia cho mọi người uống, rồi nước thứ nhì, không bao giờ ngâm nước ấp lẫm ở trong cái bình trà đó thì trà nó không ngon. Như vậy có trà là đời sống vật chất, biết cách pha trà thì vật chất này sử dụng không phí. Mình có thân nhưng mình không biết dụng thân thì cái thân này bệnh tật và không xài được. Còn nếu mình biết dụng thân thì cái thân này làm được nhiều thiện sự. Ở trong kinh Pháp Cú có câu: ví như những cánh hoa kết lại thành tràng hoa, cũng vậy nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Ở nơi cái thân sanh tử này, thân sanh tử nghĩa là thân sống chết này nè, nếu mình biết cách thì thân này làm được nhiều việc lắm mà không có phí. Mà đại chúng, nếu mà đại chúng nhìn kỹ có hình như không có một món gì xung quanh mình mà không trở thành những món hữu dụng nếu chúng ta có chánh niệm. Có phải không? Quý vị biết cái nhang khoanh đó, nhang tròn tròn đó, nhiều khi Phật tử Pháp Hòa thích thắp cái nhang tròn khoanh đó,
nhiều khi không có cái tro mềm mịn đó để mình thả cái đó vô, thì mình để trên cát là nó tắt liền, bởi vì cái cát nó dày, nó cứng, nó làm cho tắt cái nhang đó. Cái mỗi lần muốn để xuống cho mình biết cái bát hương này cát không, không để được, cái phong hòa lấy cái chân nhang á, mình bẻ cong nó xuống một chút cho nó thành cái móc vậy thôi, gác cái vòng nhang khoanh nó lên thì thành ra một cái chỗ. Vậy thì cái chân nhang đó đó mình đem bỏ cũng được, nhưng nếu lúc mình cần sử dụng để trở thành một cái cây để gác cái khoanh trầm thì bẻ cái nhang đó lại, bẻ vừa thôi, bẻ mà cho nó còn dính lại, chứ bẻ cái cục cái nó gãy là không gác được. Cái chân nhang vẫn có thể thành một cái vật để gác một cây nhang. Ở trong chùa nhỏ nghe ai mà xả tan xin vải tan lại, một miếng hai miếng kết một cái miếng vải to thành bốn thước cắt đựng bộ đồ. Hồi ở Việt Nam mà nghèo là quý thầy quý sư cô trong chùa mặc đồ bộ, mặc đồ vật họ toàn bằng vải tan của những Phật tử, người ta làm lễ xong ta xả tan mình xin lại. Một cái vỏ cà rốt mình bào ra, nếu mình biết làm trở thành ra những cái hữu cơ compost thì cái vỏ cà rốt đó trở thành phân bón. Tóc của mình mà không có nhuộm, mà nếu mình cạo đi mình có thể cho những người bệnh ung thư. Cơ thể của chúng ta, chúng ta đã từng ký giấy để cho những người y học. Như vậy thì đại chúng thấy trong đời sống hàng ngày của chúng ta, cái gì chúng ta cũng có, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết dùng nó không. Nhiều khi trong nhà mình á, có cái bột đó mà không biết làm bánh, có cái món đó mà không biết sử dụng thì nó uống đi. Mình có cái chuông thì mình sử dụng cái chuông, mỗi ngày mình thỉnh tiếng chuông lên để tiếng chuông ngân lên làm cho lòng mình lắng lại. Hồi nhỏ Việt Nam người ta hay quan niệm thắp nhang phải thỉnh 3 tiếng chuông, mà người ta quan niệm là đơn giản lắm, không phải như mình hiểu một cách rốt ráo là thỉnh chuông để lắng tâm, mà thỉnh chi biết không, để cho ở trển nghe, thắp nhang rồi bon bon bon, ý muốn báo cho Phật biết là Phật ơi con cúng nhang nè, Phật về để Phật chứng cho con. Cho nên là có nhiều người thắp một bó cho thiệt là nhiều để chi biết không, để khói nó đủ nó xông lên tới trển, ở trển mới biết mình thắp, chứ còn thắp ít quá không đủ. Quan niệm rất là đơn giản vậy đó. Chờ đây nó còn muốn thưa đại chúng là vô minh á, nghĩa là khi chúng ta không biết sự việc thì là vô minh. Thí dụ mình biết cái việc đó là sai mà mình vẫn cố chấp, mình không muốn sửa, đây là một dạng vô minh. Mình không biết điều đó cũng là vô minh, mà biết rồi mà không sửa cũng là vô minh. Có nhiều người cố chấp, vô minh do cố chấp, vô minh do không hiểu biết, vô minh do nhầm lẫn. Vậy thì người muốn hết vô minh, mà cái gốc vô minh là gì? Từ cái chấp mà ra. Một là chấp mình, hai là chấp của mình. Cái đó gọi là chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là chấp con người mình, chấp giữa là gì, là dính. Thí dụ như tôi biết, tôi là giỏi, tôi là hay. Phong gọi ví dụ giờ nè, tôi là trụ trì, mà cái người đó vô chùa thỉnh chùa cũng hỏi tôi thì cũng giận á. Người đó không biết gì đó, không có biết ai là trụ trì hết. Tại đây trụ trì là cái gì? Đâu có là cái gì đâu, bất quá là giữ chùa. Nói theo sang trọng chút là ô xin. Trụ trì là giữ chùa. Nhưng mà nếu như á, mà mình chấp vào cái đó gọi là chấp ngã nè, rồi chấp những cái gì mình đề đạt ra là chấp pháp. Cho nên hàng ngày á, sở dĩ mà mình giận nhau nhiều, cãi vã nhau nhiều, nội một cái đơn giản là nội cái xếp ghế kinh thôi, xếp bộ đoàn tổ cụ thôi, mà cũng người ý chính ý, người để kiểu này người để kiểu kia, mà tôi để rồi ai lợi xê là bắt đầu phiền rồi đó. Thôi giỏi quá làm luôn đi, mai tôi khỏi làm nữa, vân vân. Cho nên tất cả những dạng chấp đều gọi là vô minh.
Bây giờ mình muốn giảm cái chấp đó, muốn giảm cái vô minh đó, chúng ta phải thường dụng trí tuệ. Mà trí tuệ này không phải là trí tuệ bình thường, mà là trí tuệ bát nhã. Bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ. Thật sự mình nói là bát nhã, trí tuệ bát nhã là mình nói dư. Nói một câu gọn là bát nhã, nhưng mà tại vì giờ nói bát nhã đâu ai biết đâu. Hỏi là bát nhã là gì? Ồ tôi biết là ôm sồn bát nhã. Ôm sồn bát nhã thì tôi biết, mà bát nhã bình thường tôi không biết. Bát nhã nghĩa là trí tuệ siêu việt. Trí tuệ mà mình biết này là trí tuệ của học thức, cái đó gọi là trí thức, chứ chưa phải là trí tuệ. Cái mình học từ người khác gọi là trí thức, cái tự mình phát ra là trí tuệ. Mà người có trí tuệ, người đó sống giảm khổ. Chưa dám nói hết khổ, nhưng mà thật sự là hết khổ. Bây giờ mình nói nhẹ nhàng thôi, nói giảm khổ. Tại sao giảm khổ? Tại vì người đó có quán chiếu. Quán chiếu. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái hoa này, cái nhà này, của cải vật chất này là gì? Vô thường tạm. Cái quán chiếu này gọi là văn tự bát nhã. Đó, hàng ngày quý vị thấy không? Sống nay chết mai. Hôm qua có một chú kể Pháp Hòa, chú nói hồi đó chú đi lính. Một cái người bạn của chú làm chung với chú mới vừa hỏi chú đường đi nước bước vậy đó. Vậy mà bước ra tới ngoài cửa là người đó đã bị ám sát, bị bắn chết. Mới vừa hỏi cái đường. Thì bây giờ mình thấy hằng ngày những cái thay đổi trong cuộc sống mình, cái đó gọi là gì? Đó là văn tự bát nhã. Quý vị thấy, quý vị biết hết. Chúng ta thấy, chúng ta biết hết. Nhưng chúng ta không có tư duy, không quán chiếu. Khi nào có tư duy, có quán chiếu, gọi là quán chiếu bát nhã. Bát nhã có ba loại nha. Mình thấy người ta bệnh, người ta thấy người ta chết, người thấy người ta khổ, thấy, cái đó mới văn tự à. Văn tự nghĩa là gì? Chữ nghĩa thôi, mình đọc thôi. Cũng giống như mình mở kinh ra mình đọc ào ào vậy đó, cái đó là văn tự kinh. Nhưng mà chưa có tư duy kinh. Tư duy kinh là mình suy nghĩ đạo lý. Quán chiếu bát nhã là hàng ngày mình quán soi. Rồi cuối cùng mình chứng đạt được cái thứ ba là gì? À, cứu cánh bát nhã, nghĩa là chúng ta có được một cái hiểu biết rốt ráo tột cùng. Nhờ có cái trí tuệ đó cho nên chúng ta giảm dần cái vô minh. Cho nên vô minh không phải nghĩa là vĩnh viễn là như vậy, nhưng mà chúng ta có tu là minh. Chúng ta có tu là minh. Thí dụ như chúng ta không tu là tử. Tử là chết, khổ. Nhưng mà chúng ta có tu rồi vẫn chết. Nhưng mà chết sao biết không? Không khổ vì chết. Cho nên cái tu và cái chưa tu nó khác chỗ đó đó. Người chưa tu sợ chết. Người tu rồi á thì không sợ chết. Tại vì sao? Tại vì chết là chết mà chết đâu có hết. Chết là đi mà đâu có biệt ly. Chết là đi mà không có biệt ly. Tại vì mình vẫn còn sống trong lòng của người đó. Vừa rồi Pháp Hòa đi một cái đám của ba em nhỏ tuổi chừng 20 đổ xuống. Ba chết, không có mẹ. Đám tang rất là đơn giản, hình như không có ai giữ hết. Thì khi mà các em quỳ cúng đó, Pháp Hòa tụng ngắn thôi, Pháp Hòa nói chuyện với mấy em. Pháp Hòa nói tới đâu nó khóc tới đó, nói tới đâu nó khóc tới đó. Pháp Hòa mới nói ba của con không có chết. Ba của con chỉ chết cái hình hài thôi. Nhưng mà nụ cười, tình thương, lời nói, dòng máu của ba con đang ở trong ba con, trong ba đứa con. Và nếu ba đứa con thương nhau, hiểu nhau, thương nhau, giúp đỡ nhau và sống cuộc đời mình cho lành mạnh thì mình đang nuôi ba mình ở trong thân tâm của mình. Cái đó gọi là quán chiếu bát nhã, cứu cánh bát nhã. Còn mình thấy cái hiện tượng chết đó là văn tự chết, tư duy về cái chết. Ai cũng chết hết á. Cho nên á, chết không giận, không hờn, không sợ chết.
Chết mỉm cười như cái chết tự nhiên. Chết là chết mà không hề sợ chết, tại vì đâu có chết. Chết là chết mà đâu có chết. Chết là đi nhưng không có việc đi. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Và ta đang chết, và ta cũng sẽ chết như những người đang chết. Giờ đây chúng ta ngồi đây chứ cũng có triệu người đang nằm xuống chết. Bất cứ một tích tắc, có người sanh, có người tử. Cho nên hôm qua Pháp Hòa nói vô minh. Trong Bát Nhã nói không có vô minh mà không có sự diệt tận của vô minh. Nhớ không? Vô minh diệt, vô minh tận. Tại sao? Tại vì khi mình không hiểu gọi là vô minh mà hiểu ra rồi là nó minh. Cho nên vô minh nó cũng không có tồn tại. Hiểu ra cái mình. Ví dụ như người ta nói thì mình hiểu lầm cái mình đánh ta, ta giải thích xong. Vậy sao không nói? Nãy giờ làm tôi mệt hơi tôi chửi à. Mình. Ngày xưa Khổng Tử có ba người đệ tử, trong đó có Nhan Hồi. Một hôm đi thời loạn, đi lánh nạn, thì ghé vào một cái nhà đó, người ta cho đâu được một chén gạo, thì Nhan Hồi lãnh trách nhiệm nấu cơm. Thì các học trò khác đi lo kiếm việc khác, thì ngài Khổng Tử ngồi ở phòng trên đọc sách. Thì trong khi đọc sách như vậy, ngó xuống thấy Nhan Hồi lượm cơm bỏ trong miệng. Khổng Tử buồn mà không nói. Lát nữa nấu cơm xong thì Khổng Tử muốn mời mọi người ăn cơm. Thì Nhan Hồi nói dạ con xin phép, con không có dùng, vì hồi nãy cơm nó rớt dưới đất, con không dám để lại vào trong nồi, con sợ dơ cái nồi cơm. Thôi con phủi bụi, con để miệng con ăn luôn. Cho nên bây giờ con đã vô phép, con ăn trước hồi nãy rồi, vì cơm hồi nãy dính bụi. Nếu con để vào lại trong nồi cơm thì nồi cơm sẽ dơ, và thầy và các huynh đệ khác không ăn được. Cho nên con mạn phép, con xin lỗi thầy, nãy con bốc cơm dơ con ăn trước. Khổng Tử nghe xong vỗ đầu, xém một chút nữa ta đã thành kẻ hồ đồ. Tại hồi nãy ngồi dưới phòng thấy đệ tử mình bốc cơm ăn, trong lòng buồn, giận đứa đệ tử hổn dám ăn cơm trước thầy. Nhưng khi hiểu ra rồi mới biết rằng đệ tử mình đâu phải nó hổn đâu, mà nó chí tình chí hiếu đó chứ. Mình chưa? Mình hồi nãy vô mình. Cuộc sống của mình chuyện đó nó xảy ra lắm. Cái chuyện đó nó xảy ra lắm. Cho nên chúng ta thường hay bị phan duyên, tức là nhìn cảnh và phóng theo. Chữ phan là mình phóng theo cái cảnh duyên bên ngoài. Chính vì vậy mà mình ít khi nào sống được với chân tâm. Chữ vọng tâm á, là cái tâm mình suy nghĩ lung tung, vọng, hư vọng. Vọng là thẳng thật. Còn cái chân là nó, thí dụ như nhìn hoa này biết hoa li li màu trắng. Đấy, nhận biết vậy rồi. Bắt đầu nói li li này không đẹp bằng li kia. Vân vân, cái những cái chi tiết đó, nó làm rắc rối đó. Quý vị thấy không, nội một cái nồi cà ri mà 10 người nấu là khác mùi, khác vị, thậm chí những gia vị khác. Mà cà ri nào cũng ngon. Tại sao mình phải phân biệt? Cà ri này không bằng cà ri hôm qua. Nói làm chi để buộc người nấu hiện tại. Mà cái cà ri hôm qua không còn. Cái cà ri hôm qua không còn. Cái còn hiện tại là cà ri của bây giờ. Mà không thưởng thức cái cà ri bây giờ, đem cái quá khứ ra nói để làm buồn người hiện tại. Mà nếu mà người hiện tại mà họ cố chấp, họ vô minh tiếp, họ nói vậy khỏi ăn. Họ xách nồi cà ri họ đi. Rồi coi như mất quá khứ, mất hiện tại, vô minh quá chừng. Mà bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là không khéo là mình sống kiểu này hà rầm nha. Sao ông không giống ông chồng người ta?
sao bà không giống vợ người ta? Ủa, cái người hiện tại là vợ của ông, chồng của chị. Nếu mà anh nhận được người hiện tại thì anh đâu nói câu đó, mà anh nói câu đó là chiến tranh nó xảy ra. Anh nói cái quán, anh nói cái người kia mà người kia cũng không bao giờ là chồng là vợ của anh, mà anh chỉ làm buồn cái người hiện tại thôi. Cho nên người người có trí, người có quán tư duy, có trí tuệ, có minh là sống bằng cái hiện tại đó, mà không đem cái quá khứ để mà ví dụ, không đem cái khác, mà cái khác nó không có, nó không còn. Cho nên mình không khéo là mình hàng ngày mình sống mà mình vô tình cái chuyện đó hà rầm, cứ lấy cái nào não đời nào ra, mà cái hiện tại mình quên lửng. Cho nên vô minh không có phải là cái gì, mà cái nó hiện tại nó đang xảy ra trong đời sống chúng ta. Mà thưa đại chúng như này, mỗi ngày chúng ta sống ấy, là chúng ta lúc nào cũng có cái ý thức chỉnh đốn, ngăn nắp làm mấy cái đó, thì cuộc sống mình cũng vậy. Cái gì mình vừa khởi lên, mình nhận ra rằng mình có nên nói điều đó không, thì sắp sửa vô minh thì minh nó có. Ở trong phẩm Phổ Môn á, có kể một cái đoạn nè: nếu người nào đi tìm châu báu rồi ghe thuyền tấp vô một cái nước quỷ la sát, nhớ không, hắc phong tức là ngọn gió đen nó thổi người đó đi vào cái chỗ quỷ dạ so la sát, thì có một ông cư sĩ ông tới ông hỏi: bạch hòa thượng, vô minh là gì? Tại sao trong phẩm Phổ Môn nói những cái đoạn đó? Thì ông hỏi xong, cái hòa thượng nói: ngu mà cũng hỏi. Trời ơi, ông giận đỏ mặt. Cái hòa thượng say, hòa thượng nói: giờ ông biết la sát ở đâu chưa? Bây giờ ông biết vô minh ở đâu chưa? Thì ông liền chắp tay nói: dạ con hiểu rồi. Cho nên vô minh diệt, vô minh tận. Không có cái vô minh mà cũng không có cái hết vô minh. Tại vì thật sự ra chẳng qua là một trạng thái thôi. Khi mình chưa hiểu là một trạng thái khổ đau, mà hiểu ra rồi là trạng thái hạnh phúc. Mà người mà nhận ra được cái đó rồi, vậy thì mình đến với đạo Phật, mình học Phật là để mình có cái nhận diện đó. Nếu mình lỡ mình phóng ra ngoài nhiều quá rồi, rồi mình nói lung tung, mình làm đủ thứ hết, mình biết rằng cái đó là mình đã đi xa quá. Cho nên quý vị nhớ, có một vị cư sĩ tới tìm một vị tổ, nói: bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con tu đạo. Hòa thượng nói: ông có thấy cây tùng trước cửa chùa không? Ông có thấy cây tùng trước cửa chùa không? Ông nói ông tu đạo, mà đạo là cái gì rất là bình thường. Ông vô đây mà ông thấy cây tùng không? Ông lo ông hỏi đạo mà ông quên cây tùng có mặt. Giống như mình vậy đó. Trời ơi, chị năm cái nhà đẹp lắm, anh bảy cái nhà giỏi lắm, mà quên ông chính nhà mình cũng đâu có thua ai. Quên cây tùng đó đó. Quên cây tùng đó đó. Cho nên rồi thì hòa thượng: ông có thấy cây tùng đó không? Mà nó khổ một cái, hễ hòa thượng chỉ cây tùng cái mình dính cây tùng, cái lần sau đi ngang ngó cây tùng. Quý vị biết có một thời gian là thiên hạ đổ về cái chùa đó, là cứ nói về cái cây tùng đó, cây tùng trước cửa chùa, cây tùng trước cửa chùa. Mấy chục năm sau, người khác cũng tới tìm hòa thượng hỏi, nói: dạ bạch thầy, cây tùng đó đâu rồi thầy? Ông hòa thượng nói: chùa tôi đâu có cây tùng nào đâu. Tại vì sao? Thì hãy nói cây tùng mình bị dính cây tùng, giờ tôi tuyên bố không có cây tùng nào hết, cái mình giải tỏa liền. Tội nghiệp lắm. Cách đây mấy ngày con cô Phật tử lái xe 10 tiếng mới tới đây, mà cũng muốn chắc chắn rằng thầy Pháp Hòa có đây không. Cô gọi lên chùa, cái mấy cô nói: dạ có. Cô nói: khi nào thầy Pháp Hòa đến chị gọi cho em phải nghe tiếng thầy, thiệt sự có thầy em mới tới. Pháp Hòa vừa tới, cô Phật tử gọi phone cho cổ. Cổ nghe tiếng Pháp Hòa rồi cổ mới an tâm là cây tùng còn ở chùa. Đừng học kiểu đó nha, chết em á.
trăm người, ngàn người mà chỉ muốn nghe cú điện thoại để chắc chắn tôi đi. Quan trọng là mình hiểu được vấn đề. Cho nên thường á, quý vị hỏi một câu này, ông tổ ông trả lời câu khác là ông muốn chặt cái đó. Ông muốn chặt bứt cái đó đi, mình đừng có để cái đó trong lòng. Chờ chiều khi các ngài nói, ngươi từ đâu tới, chết đi về đâu, hỏi một câu nói vậy chi biết không, để mình bận rộn. Từ đâu tới, chết về đâu, khỏi suy nghĩ chuyện khác. Thì có nhiều vị cá tổ đi ngang hỏi ăn cơm chưa, ý ông hỏi mình có giây phút hiện tại không? Có giây phút hiện tại không? Cho nên nhiều khi cái tâm mình nó phóng rất là nhiều, mà các tổ là muốn chặt. Tại vì sao? Tại vì mình càng phan duyên thì mình càng, giống như trong nhà mình có 10 đồng mà mình quên trong nhà có 10 đồng, mình cứ ngó nhà hàng xóm người ta có 100 ngàn rồi chạy đua đi mua những cái món 100 ngàn mà rốt cuộc không có thẻ để cà. Rồi thôi quý quá cà đại, cuối tháng cà lâm. Mà phải chi mà mình ham cà mà cà xa cũng đỡ. Bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng, hồi nãy sơ sơ là vì ngày hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện vô minh. Nhưng mà chưa nói là những cái tướng trạng của vô minh và làm sao để mình tu tập để mình hết minh. À xin lỗi, hết vô minh. Và chữ minh á, trong tiếng Hán á, nó hai cách viết. Chữ minh á, có nghĩa là sáng. Chữ minh cũng có nghĩa là tối. Hai cách nó viết nhau. Ví dụ như ta nói u minh, cõi u minh. Cõi u minh là cõi u tối không ánh sáng. Còn cái gọi là thí dụ như minh quang, minh gì đó, chữ minh này là ánh sáng rực rỡ. Cho nên vô minh nghĩa là người không có ánh sáng, không có trí tuệ. Bóng tối nó không có đâu hết á. Bây giờ tắt đèn là bóng tối nó tràn về. Mà bật đèn thì ánh sáng rực, mà vô minh đi đâu? Nó đâu đâu, nó biến thế. Cho cái tâm của mình là khi chưa, giống như nè, khi mê bùng vẫn là bùng, ngộ rồi mới biết trong bùng có sen. Khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Tại vì sao? Tại vì tiền mà xài đúng thì tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng bởi người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Tiền nó có xúi mình làm bậy. Tại vì tâm mình vô minh, mình phan duyên. Có tiền rồi muốn đi chơi cờ bạc, tự nhiên tiền làm thêm tiền cũng ra, tiền làm cho nó mau hết. Thành thử đó là tại mình, tiền nó có xúi mình. Mà mình biết sử dụng tiền đúng thì tiền nó sanh tiền. Cũng vậy, có phước mà không có đủ tuệ giác để dụng phước thì phước bắt đầu nó mỏng, nó hao, nó tổn và cuối cùng nó mất. Chỉ vậy thôi. Cho nên ở trong Phật Pháp thì có rất nhiều. Có một vị hòa thượng tới hỏi một người bệnh, nghe thầy đó bệnh cho hòa thượng vô thăm. Cái hòa thượng vô thăm, cái hòa thượng hỏi ông đang bệnh hả? Thì cái người bệnh nói dạ con đang bệnh. Thì hòa thượng hỏi tiếp vậy có cái gì không bệnh không? Thì cái ông bệnh ông nào ui da, cái bệnh là cái sanh diệt, còn cái ui da là cái gì? Vì sao mình ui da? Thường thường là ai nhéo mình biết đau mình ui da, đúng không? Thì cái chữ ui da là tôi biết tôi bệnh. Cái biết nó mới quan trọng. Cho nghèo ở đây nè, ai cũng bệnh hết đúng không? Nhưng mà đôi khi mình không biết mình bệnh. Và khi mình không biết mình bệnh cho nên không bao giờ tiếp nhận thuốc chữa. Và thậm chí ta lời nó đừng nói bậy nghe. Còn mình biết mình bệnh, cái biết đó là mình sẽ hết bệnh. Giống như mình nói là thí dụ mình vô minh mà mình biết mình vô minh thì mình luyện mình. Còn mình vô minh mà không biết mình vô minh thì mình tối tâm u minh.
Cho nên trong kinh Pháp Cú không, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi trí ngu. Tại người ngu biết mình ngu là người đó học. Còn người trí mà cho mình trí là đóng cửa không học thì người này hết rồi. Quý vị nhớ không? Cho nên ui da, ông hòa thượng hỏi: người bệnh vậy có cái gì không bệnh không? Thì cái người bệnh nằm ui da, ai nhéo ông đâu. Nhưng mà cái chữ ui da đó để nói cho hòa thượng biết rằng con biết, cái biết của con thì chúng ta cũng thế. Chúng ta khổ, chúng ta biết mình khổ là hết khổ. Cho nên trong tứ đế, khổ đế, tập đế là nguyên nhân của khổ, diệt đế là khi mình biết khổ có an lạc, mặc dù chưa có đường, chưa có phương pháp chữa, nhưng khỏe rồi. Tôi bệnh bây giờ bác sĩ nói tôi bệnh gì tôi biết, tôi không có còn lo. Cái trạng thái không còn lo, bớt lo là gì? Biết mình bệnh gì rồi. Cho nên các ngài có cái cách thử đó. Úi da. Trong kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện khác. Có cái ông đó, ông đi chợ, ông để con ông ở nhà. Thế thì một toán cướp tàn phá cái làng đó, đốt nhà. Thì may thời đứa con nó chạy ra được. Thì trong nhà đó có một người chết, người ở chết. Thì ổng đi về, ổng thấy nhà ổng cháy và có một cái xác chết cháy queo. Ông nghĩ là con ông, cho nên ông đem cái xác đó, ông thiêu xong, ông lấy tro đựng trong cái hũ đó. Và tối ngày ông cứ khóc, ông kêu đây là con của tôi. Sau khi mọi việc yên ổn rồi thì đứa con trở về, nó gõ cửa, nó nói ba ơi mở cửa cho con vô. Ông mới nói mày là ai, con nhà hàng xóm mà tới chọc tao, con tao chết rồi mày đừng có tới ghẹo tao nữa. Nó nói ba con này, ba nó nói không có ba má gì đây. Con tao nằm trong cái hũ này nè, mày không phải con. Kinh Bách Vụ kể câu chuyện đó. Thì Đức Phật kết luận, chúng ta ôm một cái mớ khổ đau kiến thức mình giống như ôm mớ tro tàn, mà chân lý xuất hiện vẫn không chấp nhận. Chân lý là đứa con mới về trở về đấy, vẫn từ chối đứa con, không tiếp nhận đứa con, vì nghĩ rằng con mình ở trong cái hũ. Sư ông Làng Mai á, tức là hòa thượng Thích Nhất Hạnh, ngài không cho đệ tử lập tháp của ngài. Ngài nói là khi ngài mất đi không được thiêu, rồi đem cốt để trong cái tháp. Thì hòa thượng dặn vậy nè: nếu như ai đó xây cái tháp cho thầy thì hãy để ở ngoài cái tháp đó một câu: trong này không có gì. Nếu người đó vẫn chưa hiểu, để câu thứ hai: ngoài kia cũng không có gì. Thấy thiền sư không? Trong này không có gì, ngoài kia không có gì. Nếu họ vẫn chưa hiểu nữa thì nói cho họ câu cuối cùng: bước chân an lạc, nụ cười thảnh thơi, bước đi vững chãi. Đó là thầy Nhất Hạnh. Cho nên á, ba của mình không có trong cái hũ đó. Mình có giữ cái hũ đó là để kỷ niệm theo cái thường tình của thế nhân. Đừng có nghĩ rằng mình nhốt ba trong đó. Mình để ở đâu cũng được hết, vì đó là cái tâm của mình, theo cái phong tục truyền thống. Còn mình chết rồi, cái quan trọng là sự siêu thoát của mình, chứ không phải mình ở trong cái mớ tro đó. Cho nên sư ông nói sư ông không nằm trong cái mớ tro đó. Còn nếu muốn nữa đó, bất cứ một cục gạch, cục đá nào có sẵn, hãy để một quyển sách của thầy trong đó, như là cuốn Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, để trong cái tảng đó thì thầy ở trong đó. Tại vì sao? Những gì của thầy để lại mới quan trọng. Còn cái mớ tro không phải. Trong đó không có gì, ngoài kia không có gì. Cho nên mình á, coi chừng mình đang ôm một hũ tro. Hũ tro của chấp trước, của những cái gì mình cho là chân lý, mà thật sự chân lý đang có mặt, đang tới gõ cửa mình. Ví dụ như bây giờ mình lỡ mình
mình nghe một câu nói gì đó mình dính mắt, bây giờ người ta giải thích cỡ nào cũng không chịu nghe, thì tự mình làm khổ thôi. Mình không hiểu, người ta nói cho mình hiểu mà vẫn cố tình không hiểu thì mình làm khổ mình. Cho nên mình phải có cái trí tuệ bát nhã. Cho nên Đức Văn Thù á, cầm cái cây kiếm, có vị nói sao Bồ Tát dữ quá, Bồ Tát nào cũng cởi mấy con khủng hoảng không, Văn Thù cởi sư tử, Phổ Hiền cởi voi, Quan Âm cởi con cá, Địa Tạng cởi con đế thính, trên tay á, Văn Thù cầm kiếm, Địa Tạng cầm cây sắt. Giờ mình nhìn cây đó mình tưởng Thiếu Lâm Tự đánh bụp bụp đập cái bóp nằm dài đó, thiện tài thiện tài. Và thưa đại chúng là những con thú mà các vị Bồ Tát cởi đó là biểu tượng cho sự sức mạnh dũng mãnh có thể lướt tất cả những khó khăn. Và cái cây kiếm mà Đức Văn Thù cầm là tượng trưng cho trí tuệ có khả năng chặt mọi phiền não. Ở bên Đài Loan á, ở Cao Hùng á, Phật Quang Sơn á, trước cửa của, trước cái cửa chính của kỷ niệm Phật Đà có để hai con thú, một bên là con voi, một bên là con sư tử, để biểu tượng cho hai con vật của Đại Thừa chuyển dẫm đạp tất cả mọi cái thấp bé, để tượng trưng cho gì? Gọi là mình dũng mãnh lướt mọi khó khăn. Và còn tượng trưng cho trí tuệ và hạnh nguyện. Bởi vì Văn Thù cởi voi, cởi sư tử là tượng trưng cho trí tuệ. Đức Phổ Hiền cởi con voi là tượng trưng cho hạnh nguyện. Mà trên con voi có 6 cái ngà, tượng trưng cho lục độ vạn hạnh. Cho nên rồi hai con thú đó tượng trưng cho hạnh nguyện, trí tuệ, tượng trưng cho Đại Thừa chuyển. Đi đến đâu thì các thú nhỏ phải khiếp vía hết, trí tuệ đến đâu thì vô minh phải sợ. Cho nên người có trí thì họ sống vững chãi, họ không sợ, tại vì họ biết. Thí dụ bây giờ quý vị đi ở trong cái chùa đây tối không có sợ, tại sao? Có ai nói cọp tới kìa, tôi chỉ sợ cọp cái thôi. Còn tôi biết ở đây đâu có rừng gì đâu có cọp. Thành tựu mình biết rằng ở đây không có thú dữ cho nên đi không sợ sợ. Nhưng mà coi chừng rắn. Ví dụ vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa nói xong cái phần đó rồi, giờ mình có thời giờ để vài câu hỏi ha, cho quý vị ở xa đây. Con biết đạo Phật y phục có 3 màu vàng, nâu, lam, ngoài ra có màu đen không? Nếu có thì ý nghĩa gì? Trong Phật giáo thì không có dùng màu đen, mình dùng màu nâu, màu vàng, màu lam. Mà thật sự ra nâu với lam này là cũng sau này, chứ còn chính thức thời Phật chỉ có màu vàng thôi. Bởi vì sao xài màu vàng? Bởi vì màu vàng á, là tượng trưng cho đất, mà đất là tượng trưng cho nhẫn nhục, chịu đựng. Mình lấy nước sạch mình đổ xuống đất, mình lấy nước dơ mình đổ xuống đất, đất vẫn tiếp nhận. Người tu ta cũng thế, phải tiếp nhận khen chê như là đất tiếp nhận nước dơ sạch. Nhưng mà tiếp nhận vẫn có thể tiêu dung, nghĩa là đất bốc hơi thành mây. Mình tiếp nhận những lời khen chê đó nhưng không giữ trong lòng, chuyển hóa nó thành ra những đề mục để tu, như là nước, đất hấp thụ nước rồi bốc hơi. Còn sau này á, Phật giáo lan ra đến các nước Á Đông như là Trung Hoa, Việt Nam thì chúng ta thêm những màu nữa, như là màu nâu, màu lam. Nó cũng là từ màu vàng đó ra. Bởi vì nâu là tượng trưng cho đất, mà đất già. Còn lam là đất gì? Đất sét, đất non. Đấy, cư sĩ Phật tử mặc áo lam tượng trưng cho sự nhẫn nhục, nhưng mà còn ở trong cái bước thấp. Màu lam còn tượng trưng cho màu khói.
màu khói, nhìn khói nhẹ nhàng bay lên. Chờ Phật tử thắp nhang cúng Phật, tượng trưng cho dân, cho Phật cái hương thơm, tượng trưng cho học hạnh, học cái giới để có cái hương đức hạnh. Nhưng mà nhìn cái hương cũng quán chiếu, nhẹ nhàng thì bay lên, nặng nề thì rớt xuống. Màu nâu cũng là màu đất, mà đất già nghĩa là sự tu tập mình già dặn. Còn màu đen là cái màu như là mình hợp mấy cái màu khác lại. Gia đình thân nhân bên Việt Nam nghèo, mình giúp họ như vậy có được coi là phước không? Em cũng nghèo lắm nè. Thật sự thưa đại chúng, mình đừng có nghĩ mình cho người dân mới có phước. Mình cho ai mình cũng có phước hết á, nhưng mà với điều kiện là mình cho bằng cái tâm hoan hỷ thì phước mới có. Còn ví dụ như mình dở về người thân, nói dở về cho nó đi, trời ơi thiệt thứ gì báo không. Mà hãy xây qua đây cái gặp người nghèo, ô mô Phật, bác lấy này xài đỡ nha. Ủa vậy cái người kia không phải người chúng sanh sao? Cho nên đừng có nghĩ rằng mình cho người thân mới là không có phước. Bất cứ ai mình giúp đỡ, họ cần sự giúp đỡ của mình đúng, sao có phước nè. Có nhiều Phật có dạy trong kinh nha, có nhiều khi á, cho nhiều mà phước ít, có nhiều khi cho ít mà phước nhiều, có nhiều khi cho nhiều phước nhiều, có nhiều khi cho ít phước ít. Ôi ông Phật mình cũng hay dữ, cái gì ngài cũng nói hết trơn. Nếu mình cho nhiều mà mình cho không có hiểu biết thì có phải mình cho nhiều mà phước ít không? Thí dụ giờ con của mình nè, nó mới có 10 tuổi à, mà tuần nào đi học cũng dí cho nó 100, phải mình dạy hư nó không? Đó, đó cho nhiều mà phước ít. Mai mốt nó thành ra cái đứa tham, hoặc là đứa xài tiền không có biết. Còn mình cho nhiều phước nhiều là sao? Cho của mà cho luôn bằng tấm lòng, bằng với cái phước, bằng với cái của đó. Còn cho ít phước ít là đã cho ít mà còn nói nhiều nữa. Muốn phô trương đủ kiểu á. Cũng vừa mình nói ví dụ mình cho cái hội từ thiện đó 10 đồng mà 20 năm trước á, 20 năm sau tới cái hội từ thiện đó, tôi muốn coi cuốn sổ trước coi còn tên tôi không. Cái đó không có gì tội nha. Nhưng mà ở đây Phật ví dụ cho nhiều phước nhiều, cho ít phước ít là cái kiểu mình cho mà cái tâm mình. Trong kinh Dược Sư nói có nhiều khi cho người ta tới xin cái không muốn cho, mà giờ cực chẳng đã thôi cho 10 đồng. Cho xong cái hối hận, trời biết dè vậy cho 5 đồng thôi, nó đi xin được nhiều quá cho nó chi nhiều. Cái phước cũng có nha, thưa đại chúng, phước có. Nhưng mà hưởng cách nào biết không? Đời sau có phước có của mà không dám hưởng. Chẳng hạn như á, người ta cho cái bánh thiệt là ngon, rất là ngon, cất trong tủ, mai mốt cứ ngắt, móc meo lên hết, bắt đầu đem ra ngồi dạt cái móc ăn mấy cái bánh còn lại. Có không? Ta cho đồ ngon không ăn đâu, cất không à, mà lâu lâu mới đem ra mót. Thì Phật nói có phước nhưng mà không có dám hưởng, là tại cho xong rồi tiếc. Chơi cho nhiều phước nhiều, chết phước ít. Mình cho người thân cũng là phước, nhưng biết cho làm sao, họ cần như thế nào mình cho. Pháp Hòa kể một cái ví dụ, thì Pháp Hòa có giúp cho một em, cho nó học đàng hoàng rồi, có công ăn việc làm rồi. Cái cuối cùng cái nó dở cho Hòa cái thơ tiếp, nó thầy ơi, thầy cho con chiếc Honda, tại con đi làm trễ hoài, giờ thầy cho con chiếc Honda để con đi làm đúng giờ. Pháp Hòa không trả lời. Viết 5 lần 7 lượt bắt đầu Pháp Hòa trả lời. Khi thầy giúp cho con có học hành, có nghề ngỗng là để con tự nuôi con. Bây giờ con đã có việc rồi, thì cái việc con giữ được việc của con hay không, đó là trách nhiệm của con. Nếu con không có xe đi thì con còn tranh thủ đi cho đúng giờ. Chắc rằng con có chiếc xe rồi, con không ỷ lại vào chiếc xe rồi con đi đúng giờ không? Hay là con còn trễ hơn nữa?
biết đâu chừng con ỷ có chiếc xe rồi con trễ, rồi tới hồi con gấp quá con đi nhanh, con có thể gây tai nạn cho mình và cho người. Cho nên con buồn thầy, thầy chịu, nhưng mà xin lỗi thầy không có đem tiền của chùa, của Phật tử cúng cho thầy, thầy cho con chiếc xe Honda đó. Cái đó mình giúp cho nó có công ăn việc làm học hành rồi. Bây giờ có cái job là mình phải tranh thủ mình đi làm, đó là chuyện của mình chứ tại sao ỷ vào chiếc xe. Và nghĩ rằng thầy giúp cho mình học hành rồi giờ xin thêm chiếc xe để đi cho đúng giờ, không có chuyện đó. Ở đây phóng vào ví dụ vậy đó. Phật dạy ha, cho ít phước ít, cho nhiều phước nhiều. Có khi cho nhiều mà phước ít, có khi cho ít nhưng mà phước nhiều. Như trường hợp có một đứa nhỏ đó, nó đi ngang một cái quán sữa, nó ăn cắp một cái ly sữa nó uống, thì cái ông chủ bán sữa tán con bạc tai, ly sữa văng xuống đất. Nó đói quá, nó đứng dậy, nó bày tỏ cái đói của nó. Thì cái ông khác đi tới, ông trả tiền cho đứa nhỏ đó uống sữa. 10 năm sau, cái ông già cho sữa đó đó, ông bệnh, ông nằm bệnh viện á, ông đang lo rầu cái bill mà sắp sửa chữa bệnh đây, thì có một bác sĩ xuất hiện. Thưa ông, cái bill mấy trăm ngàn tiền chữa bệnh của ông đã được trả bằng một ly sữa cách đây 10 năm trước. Cái trường hợp đó gọi là gì? Cho ít phước nhiều. Có một cái em đó, nó đi học dược, mà nó chỉ cần có một lần thi nữa thôi mà nó không đủ tiền, chỉ cần có 300 đồng nữa. Có quà cho nó 300 đồng, nó giờ nó làm dược sĩ. Vậy thì mình thấy là mình cho ít mà phước nhiều.